Ủa, chị qua đây theo dạng gì vậy? À, chị đi theo dạng kết hôn. À, thiệt hay là giả? Vì dạo này có nhiều người ham vào nên cứ kết hôn giả qua đây. Với lại có nhiều người nghĩ đây là xứ sở thiên đường nên bất chấp mọi thứ để qua đây đó mà. Ủa, chị ăn no rồi suốt ngày đi xỏ xiên người ta vậy hả? Chà chà, dạo này coi hai người có vẻ thân thiết quá ha. Làm gì bên nhau chầm chặt vậy? Cùng là người Việt với nhau, chị không tạo mối quan hệ thân thiện thì thôi đi. Ở đó cứ suốt ngày xỏ xiên người ta, rảnh lắm. Ê, hả? Thôi. Kệ bà đó đi, bà đó vui duyên lắm. Kệ đi. Em có sao không vậy? Có đau lắm không? Không, em không sao đâu. Nè, bị trật chân rồi hả? Không, không có, không có. Trời, hai đứa làm gì vậy? Bị té, bé Duyên nó té. Rồi, có sao không? Không có. Đi lại kia đi, đi lại đó ngồi. Em đi được mà. Ngồi trời đi, ơi, chị bóp thôi, chân cho. Ngồi xuống đi. Trời ơi. Rồi, Hạnh ngồi có đi. Sao không? Dạ không, em không có sao. Em có thôi sao mà. Không? Em đã nói em không có sao vậy mà. Vậy chị bóp chân cho, thôi chị biết làm rồi. Mà. Thôi. Trời thôi ơi mà. Nè, hai đứa bắt hai cái ghế bóp qua bóp lại vậy đi, chứ đụng đẩy nhau chắc tới sáng. Chị ngồi đi. Làm gì vậy? Để em bóp cho chị. Hai đứa rảnh quá ha. Có sao không thì không đó. Em không có không sao, sao phải không mà. Trời ơi là trời, tiền tôi đâu mất rồi. Cô lấy của tôi phải không? Em đâu có biết tiền gì đâu mà lấy chị. Chỉ có tôi với cô đi từ Red Room ra, cô không lấy thì ai lấy tiền của tôi? Không, em không có biết, em không có lấy tiền của chị thiệt mà. Nè, coi kỹ lại coi có mất ở đâu không đó. Em để đâu rồi, đổi thừa người ta kỳ quá hả? Nè, cô không có bằng chứng gì hết thì đừng đổ lỗi cho người khác nha. Tiền nó đâu có cánh đâu mà tự bay. Chỉ có mình chỉ là đi từ Red Room lên với tôi à. Chỉ không lấy chứ ai lấy bây giờ. Không, em không có lấy thiệt mà. Trời ơi, có chuyện gì mà mấy em tranh cãi ồn ào vậy? Chị đây nè, chị Hạnh á, chị lấy tiền của tôi. Nè, ăn bậy được chứ nói đừng nói bậy nha. Có bằng chứng gì không mà nói người ta vậy? Thì chỉ có mình chỉ với tôi đi từ Red Room lên, chị không lấy ai lấy. Bây giờ Giang nói Hạnh như vậy để chứng minh mình trong sạch. Vậy Hạnh lấy túi xách ra để chứng minh cho Giang thấy và mọi người cùng thấy. Đây, túi xách của em nè. Biết đâu cô ấy để nơi khác thì sao? Thiệt tình là em không có lấy mà chị. Nếu như mà Giang lục soát không thấy thì Giang đừng có đổ lỗi cho Hạnh như vậy nữa. Đồ dùng cá nhân của mình thì mình phải tự coi, chứ nếu mất thì không được đổ thừa cho ai hết. Thôi bây giờ mọi người về đi, chứ đừng có cãi lộn với nhau nữa. Bực mình quá. Thôi bây giờ mấy em cũng về nghỉ đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Chị, bồ chị bỏ qua cho mụ vậy hả? Thôi em, ai đúng mà sai thời gian sẽ trả lời biết mà. Thôi Hạnh nó nói đúng đó. Ở hiền gặp lành, ha cưng ha. Thôi mấy chị em mình về đi. Đi, đi cưng. Hạnh. Dạ. Có chuyện gì hả em? Nhìn mặt em không được vui á. Dạ, bữa nay có một chuyện trong chỗ làm của em. Có người mất tiền. Ủa sao lại vậy? Bộ có người nào vô trỏng để tiền sao mà mất? Lúc đó chị để quên túi xách của chị trong Red Room. Mà em cũng ở trong đó. Vậy người ta nghi ngờ em hả? Cũng không trách chị được đâu. Vậy thôi em xin nghỉ việc ở đó đi. Đi kiếm chỗ khác làm. Dạ không được. Sao vậy? Không được đâu anh. Bây giờ mà em nghỉ, người ta sẽ nghĩ em thừa nhận là em lấy đó. Đúng rồi ha. Tại anh nóng lòng quá nên anh nghĩ như vậy. Em nghĩ em sẽ để thời gian chứng minh em không phải là con người như họ nghĩ là được. Thêm vào trong nha. Rồi vô. Vô cái đi. Ôm miệng ạ. Rồi vô ha. Rồi vô nha. Vô hả? Hay quá. Vô. Vô nè. Vô vô. Rồi cạn. Rồi. Bữa nay tôi nói thiệt nha, bữa nay tôi rất là vui. Bởi vì cũng may là mình làm cái việc này nó thành công. Nếu mà nó không thành công thì không có còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè hết trơn cái trò nữa. Đừng
hôm nay không sai không về. Hay quá vậy. Ủa chứ vợ của ông không ghen hả? Rồi cho đi luôn rồi bỏng sống hả? Không. Trời ơi, không phải là bữa nay vợ không ghen rồi không uống. Mà uống á là vì tại vì á là đã lấy lại được uy tín. Bộ mất uy tín với ai dữ lắm phải không? Còn ai trong khoai đất này. Bữa trước nè giới thiệu toàn là mấy đứa tàu lao mí lao đâu không à. Bị trả chửi quá trời quá đất luôn à. Trời ơi, bây giờ mà phải biết phục thiện chứ. Phải đâu ra đó đàng hoàng chứ. Đúng không? Giới thiệu mà sơn sát. Giới thiệu nhầm nhọt cái bầu 9 tháng rưỡi rồi. Trời đất ơi, quá trời quá đất. Trời ơi, cũng may là chồng nó chưa có tới chém à. Trời. Rồi vô nè. Rồi vô cạn nó đi, cạn nó nè. Bữa nay á, nói thiệt á, vui lắm rồi, hứng rồi, cho tới sáng tôi cũng chơi được nữa. Thiệt không lão đã. Yên tâm đi, tôi giới thiệu cho Việt Kiều á là phải uy tín, phải đàng hoàng, không, chứ phải tập bậy tập bạ, không. Nói đất thầy, ý mà cái người thường thường mọi người nói hay là phải làm sao hả anh bác? Được thưởng, phải không? Thưởng. Thưởng nè, thưởng nửa ly nè. Dạ, thưởng luôn 50% nữa nha. Ông nói hay quá, thưởng cho ông một con ruốc. Con này con ruốc. Dân gian nó đơn giản vậy đó. Chất lượng. Dân gian nhậu rồi phải có ba khía. Có điện thoại. Có khoai lang, khoai mì. Khoai lang, có điện thoại, có điện thoại. Đừng nói ai gọi trời. Sao cái số dài sọc vậy ta? Đi đây coi. Không thấy rõ cái số điện thoại. Trời, điện thoại của ai mà số dài sọc, số nhiều quá. Còn tôi số cuối số mấy, mai tôi đánh đề của anh. Số cuối đó hả? Còn số công không ông ơi. Số công là con. Ê, vậy cái này điện thoại của anh Bảy rồi. Quay gọi rồi. Điện thoại của anh Bảy. Mà ở đâu? Ở Mỹ á. Bảy. Vậy để tôi biết nói tiếng Mỹ. Ông là Việt Kiều, ông nói tiếng Việt không hả? Ôi trời ơi. Hello. How you? Phải thành kiều anh you. Chưa bấm mà. Ừ, đây nè. Thôi, anh nói tiếng Việt anh phải nói. Nói tiếng Mỹ, có thằng Mỹ nào đưa qua tôi. Rồi, chừng nào có tiếng Mỹ tôi đưa qua cho anh. Alo, đang vui lắm, đang nhậu. Ổn hết rồi. Con nhỏ này nó đẹp quá, cháy bù chét luôn. Chào anh, có rồi hả, được rồi hả? Tôi còn thích mà, anh gặp anh cũng sẽ thích luôn. Rồi con anh gặp nó cũng thích luôn. Nói chung là ba người tụi mình cùng thích. Đẹp người đẹp nết phải không? Vậy tụi mình quá. Con nhỏ này nó đã lắm ông ơi. Ôi. Vậy ha, về Việt Nam kỳ này làm đám cưới luôn nha. Thiệt cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Ok, anh nói là tôi tin rồi, về cưới luôn. Rồi vậy đi, rồi hẹn gặp anh Bảy ở Việt Nam nghe. Rồi vậy nghe, bye. Anh nói chuyện Việt Kiều có khác à. Sao rồi ông? Có người rồi. Ủa vậy hả ông? Đẹp người đẹp nết. Mấy anh ở bển đang ăn mừng đó. Trời ơi vui quá. Mà nói thằng hai chuẩn bị đi về trước nha. Vậy mai tôi với ông đi chùa nha ông. Đương nhiên rồi. Phải đi chứ. Thằng hai nó có vợ. Tôi với bà mà có chuyện gì á cũng yên tâm. Ông cứ nói chuyện gì đâu không à. Xui xẻo quá. Thôi để tôi nói thằng hai á, chuẩn bị đi về Việt Nam sớm. Nha. Ủa? Chị Liên. Chị sao vậy? Chị bị cảm hả? Sáng ngủ dậy á, chị muốn cảm luôn hả? Chị, em thấy bên kia đường có tiệm thuốc kìa. Để em chạy qua mua thuốc cho chị nha. Còn sớm mà, chưa tới giờ làm đâu. Thôi được rồi, chị có đem thuốc theo mà. Đi, vô em. Tại sao không nghe máy hả? Không nghe máy hả? Gọi lại nữa nè. Tại sao không nghe? Trời ơi là trời, cúp nữa rồi. Càng lúc càng quá đáng. Quá đáng. Bá coi ơi là bá coi. Tức thiệt á. Gì vậy má?
tối rồi, sao má không đi ngủ đi? Ngủ cái gì? Giờ này biểu tao ngủ hả? Ông chưa về làm sao tao ngủ được? Mày có biết ông quá đáng không? Có bồ rồi. Mà sao má biết? Má có bằng chứng gì không? Tao không có bằng chứng. Mà nếu tao có bằng chứng á hả, bữa giờ con gỡ bồ của ổng tao xé banh xác ra rồi. Nhưng mà hả, mày phải để ý chứ. Mày không thấy hành tung của ổng hả? Còn những hành tung bí mật không hả? Hành tung bí mật? Hành tung gì bí mật má? Mày ngu vừa phải thôi. Đã nói là bí mật làm sao mày biết được? Nhưng mà mày phải nhìn cái cử chỉ của ổng, hành động của ổng là mờ ám, mày hiểu chưa? Nhưng mà má đi bắt ghen mấy lần rồi, má có gặp ai là bồ của tía đâu? Là tại vì có động. Có động nó thì địch nó trốn đi hết trơn rồi. Chứ để mày lòi ra hả, tao chơi tao tán cho bể mặt luôn á. Tức thiệt á. Đi giờ này chưa về, mày gọi cho ổng đi. Sao má không gọi mà má kêu con? Dạ con gọi không được, ổng không chịu bắt máy kìa. Mày gọi cho ổng, mày hỏi ổng đang làm cái gì, ở đâu, đừng nào về, ngồi với con nào, con đó mấy tuổi. Thôi nè, má nghe luôn đi. Trời ơi, nhiều quá ai mà nhớ nổi. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Điện thoại của anh Bảy gọi về. Cháu Bảy này ở không còn ngủ hoài. Alo, xin chào anh Bảy. Nè, rồi, yên tâm. Có rồi. Rất đẹp, ngon lành. Cái gì? Rất đẹp hả? Đẹp lắm, hết sảy luôn. Đẹp không? Đẹp. Chắc cú luôn. Chắc cú không? Chắc cú, anh khỏi lo, chắc cú luôn. Con anh sao bữa nay cái giọng anh của anh nó kỳ vậy? Bộ anh bị bệnh khan tiếng hả? Anh nào? Hả? Tôi nè, vợ má coi nè. Trời ơi, ông nè, ông gọi với con nào? Con nào đẹp, con nào chắc cú. Chết. Alo. Ông về nhà, ông hốt xác tôi nè. Alo. Tắt máy rồi. Gì vậy má? Ai gọi vậy? Ai gọi mà tưởng? Vợ gọi chứ không phải anh Bảy gọi. Trời ơi, chết tôi ổng rồi. Ông làm cái gì thế, gớm giống con quỷ quá vậy? Trời ơi, vợ gọi. Trời ơi. Bây giờ sao? Ai biết sao rồi? Bà kêu tôi về nhà liền, không là bà hốt xác tôi. Trời ơi, chết rồi. Bây giờ trước khi mà ông về bị bà hốt xác thì tôi với ông bây giờ mình hốt ông về trước cho bà hốt xác. Rồi bây giờ hốt. Đứng lên bây giờ hốt nè. Đi theo tao. Đi. Má làm gì vậy má? Tao đóng cửa, coi như là xong rồi ha. Bắt đầu từ đêm nay á, tao cho tía mày ngủ ở ngoài đường, cho biết thế nào là mũi cắn. Má làm gì kỳ vậy? Kỳ cái gì? Mày có biết là hồi nãy á, ông nói chuyện điện thoại với tao mà ông sai xỉn ha. Ông khoe là ông đang ôm con nào đó, hấp dẫn lắm, hết sảy lắm, chắc cú luôn. Thì còn cái gì để nói? Nè, tao nói cho mày biết kìa chưa? Một lát mà ông có bước chân về nhà, ông gõ cửa, ông năn nỉ, ông gian xin, mà mày mở cửa là mày biết tao kìa chưa? Má làm vậy tội tía. Tội ổng là ai tội cho tao? Má tội gì? Má ngủ ở nhà mà tội gì? Tội là người phụ nữ thương chồng, mà giờ này ông ôm con khác đó. Cho dù mà ông có làm gì có lỗi với má, thì ông vẫn là tía của con mà má. Tía của mày rồi sao? Thì tình cha mà. Mà tình cha rồi má. Sao? Tình cha ấm áp như dần thái dương. Mày rảnh quá ha. Mày rảnh quá giờ mày đứng mày ca hả? Rồi bây giờ mày thương tía mày lắm phải không? Đứng đây đợi cửa ông về nghe không? Tao vô ngủ à. Dạ, con cảm ơn má. Nhưng mà kể từ ngày mai, tất cả những khoản chi tiêu mà dính tới chữ tiền, tao cắt hết. Gì kỳ vậy? Rồi bây giờ làm sao? Mày trả lời đi. Một, tình cha. Hai, là tiền. Trả lời. Thôi, đóng cửa. Tía ơi, con xin lỗi tía. Tía chịu khó ngủ ngoài đường một đêm nha tía. Con lực bất tòng tâm rồi tía ơi. Con đi ngủ trước nha tía. Ủa, chị Hà chưa tới nữa hả? Hai, chị tới rồi nè.
Hai chị. Hai chị. Chị quên nữa, hai đứa dọn dẹp tiệm giùm chị nha, chị ra ngoài mua đồ. Trời ơi, tiệm của mình không dọn mà đi bắt người ta dọn là sao? Mới sáng sớm bực mình à. Nè, bé Út đi dọn dẹp đi, chị Hà mới kêu đó. Ủa, chị Hà kêu em đâu, chị Hà kêu chị mà. Tao kêu mày làm thì mày làm đi. Nhiều chuyện. Nè, chị Hà mà có hỏi á thì mày nói tao đi ra ngoài chút xíu nha, có công chuyện. Lúc nào cũng công chuyện. Người gì đâu á. Dọn dẹp xong hết rồi đó hả? Dạ. Ủa, Dung đi đâu nữa rồi? Dung đi ra ngoài nữa rồi chị. Ra ngoài? Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Không có gì đâu em. Chưa kịp về lấy tiền để quên, nó đã bốc hơi mấy tờ liền. Nhanh tay thiệt. Hello. Good morning, how are you? Are you good? Where you going? Where you going? Going. Anh Bảy. Làm gì vậy? Học tiếng Anh. Trời ơi, mày đặt học tiếng Anh đồ mệt ghê. Học để cho biết với người ta anh Bảy ơi. Thật ra nhà tôi có nhỏ đó, nó có bạn trai là người Mỹ. Đó. Tôi ra vô tôi gặp thằng đó, nó thiệt anh á, tôi thuộc có hai chữ duy nhất thôi. Tôi gặp nó là tôi hai, đến lúc nó về tôi bay. Xong. Thôi, từng tuổi này rồi, tôi nghĩ là tôi biết tiếng Việt vậy được rồi. Trời ơi trời, anh nói như anh làm sao đâu có được. Mình phải học tiếng Anh mới biết tiếng người ta. Ở đất nước Mỹ phải biết tiếng Mỹ chứ. Rồi từng tuổi này rồi đi học với mấy đứa nít sao? Trời. Thì ở trong lớp á, trường ESL nó có nhiều cái trình độ, mình tới đâu nó phân cấp tới đó. Trong trường á, cũng nhiều người lớn tuổi giống như mình á, chứ không phải tôi với anh không đâu. Thôi tôi thấy bây giờ á, an phận vậy đi. Thấy không? Mình chỉ biết tiếng Việt, có gì mình sử dụng tiếng Việt được rồi. Thấy không? Tôi hỏi anh nè. Thí dụ như anh đi ra đường, rồi anh lạc đường. Rồi anh hỏi đường về nhà, anh hỏi làm sao nói tôi nghe coi. Dễ thôi. Thì tôi kiếm người nào người Việt tôi hỏi. Trời đất ơi, nói như anh á, cuộc đời của anh á, bó trong cái bô xa này á, khỏi đi ra ngoài luôn. Làm gì phải bó chân, cũng đi ra ngoài được vậy. Anh không biết tiếng Anh làm sao anh đi ra ngoài? Thì tôi hỏi người Việt. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với anh á hả, cái đất Mỹ này á, đâu phải lúc nào cũng có người Việt cho anh đâu mà để anh hỏi hả. Dân đi chơi, đi chỗ này chỗ kia, thấy không, có gì thì hỏi cảnh sát. Cảnh sát ở đây là còn có người Việt Nam, chứ đi ra khỏi chỗ này á, toàn là người Mỹ không à. Anh mà trời, kiếm được một người Việt á hả, là anh đi tới luôn rồi. Tới đâu? Tới tiểu bang khác chứ đâu. Tôi kệ được thôi, nói tới nó lui giờ mệt lắm anh ơi. Nói thiệt anh nghe, anh ngang muốn chết luôn à. Trời. Bó tay với anh luôn. Bữa giờ cứ chơi là thua à, không biết có bị ai ám không nữa. Ai mà dám ám em. Anh nói chơi thôi, vừa rồi em mới than là hết tiền mà bây giờ em lấy tiền ở đâu ra mà chơi nhiều vậy? Miễn sao có tiền là được rồi, anh hỏi chi vậy? Bây giờ mình đi đâu? Về lại tiệm thôi.
Đồ cái thứ gì đâu mà già mắc nết. Tưởng tôi không dám nhốt hả? Về tới nhà mày đặt kêu cửa. Tưởng con bé Hai ra mở cửa à, còn lâu hà. Kêu cửa không được rồi nhờ người khác kêu giùm. Cũng bít cửa đi. Thứ gì đàn ông như vậy? Mền gói đầy đủ. Cái kiểu này con bé Hai cho ngoài. Vậy cái nhà, cái nhà, cái nhà vậy? Ai? Vậy sao? Tôi vợ ba còi nè. Rồi sao? Tôi thứ ba, vợ ba còi chứ không phải thứ sáu. Chị khỏe không? Chị sao? Khỏe. Rồi, thấy chị la khỏe vậy biết chị khỏe rồi. À, thôi, xin phép chị với em đi về nha. Em đi về. Nè, ông kia. Hôm qua, về nhà phiêu quá. Mấy đứa nhỏ khóa cửa kêu không được. Cho nên qua đây ăn đầu ở nhờ. Cái gì? Ăn nhờ ở đậu, ngủ đậu một đêm. Bây giờ thôi, về. Thiệt là quá rồi ha. Còn ông nữa. Tôi cũng đi về. Đi về. Ê, đi về. Đứng lại. Ông về đâu hả? Cái nhà này là nhà của ông mà ông về đâu? Ông về nhà ở của tôi chi vậy? Nè, ông về ở với con kia. Ông về ở với con kia. Ông về ở với con kia phải không? Tức ơi là tức già. Đồ mắc nết hả? Ủa ông, sao giờ này không vô lo thay đồ chuẩn bị quần áo để đón người ta tới chứ? Trời đất ơi, giờ này còn sớm bưng à. Lát nữa tôi vô thay cái áo chứ có gì đâu. Mọi chuyện bà làm hết trơn hết trọi à. Tôi còn cái gì nữa đâu mà làm. Bởi vậy cái nhà này mà không có tôi không biết nữa hả, ra làm sao nữa. Trời đất ơi, thì bà giỏi mà. Bà giỏi nên cái gì bà cũng giỏi hết trơn hết trọi à. Vậy thôi, bà giỏi thì để cho bà làm hết cho rồi, tôi làm chi nữa à. Cái ông này. Alo. Cái gì? Đừng có nói với tôi là hôm nay không trả tiền cho tôi nha. Hẹn lần hẹn lượt, hôm nay phải chắc chắn cho tôi đó. Tôi không cần biết mấy người hả hứa với tôi hôm nay là phải hôm nay. Không có là không có xong với tôi đâu nha. Vậy thôi nha. Bởi vậy tôi nói với ông á, mấy cái người này kỳ cục ghê lắm. Lúc mượn tiền tôi á, dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ ngon dỗ ngọt. Đến lúc mà trả tiền á, hẹn lần hẹn lượt, hẹn lần hẹn lượt, bực cái mình. Mà bà nè, ông ấy bà ăn lời người ta ít thôi, để đứt cho con cái mình nữa. Cái gì? Tôi hỏi ông nè, tôi mà không làm vậy á, cái cơ ngơi này nè lấy đâu ra? Không phải. Cái chuyện cơm ăn áo mặc của ông hằng ngày nè, lấy đâu ra? Ý tôi muốn nói là người ta khổ lắm, người ta khổ mới mượn tiền của nhà mình. Bà ăn lời cắt cổ như vậy á, coi chừng có ngày công an túm cổ bà bây giờ. Nói nghe dễ quá. Có ngon thì ông đi kiếm tiền về đây đi, tôi khỏi làm chuyện đó. Mà bà nè, không ấy, bà bỏ cái nghề cho dai này đi. Cái chuyện mà con Mai cũng do quả báo đó, chứ hồi lúc trước nó cũng bình thường. Ông im đi. Quả báo cái gì mà quả báo. Chuyện này mà để người ngoài biết á, công cốc của tôi từ đó giờ hả, giấu nó trong nhà. Tôi nói cho ông biết á, không có quả báo quả biết gì hết trơn á. Con mình á hả, mai mốt lấy thằng chồng giàu có nè, nó sống vui vẻ hạnh phúc, lúc đó nó sẽ hết bệnh thôi. Còn bây giờ á, mọi chuyện ông phải nhớ là hả, nó là con của mình, nó bình thường, không sao, biết chưa? Thôi bà đừng có làm nữa. Bà làm như vậy tôi thấy nó thất đức quá à. Không có thất đức thất điếc gì hết trơn á. Tôi nói cho ông biết mọi chuyện á là đã nằm trong tay tôi hết trơn rồi. Tôi lo hết rồi. Bây giờ hả, một chút nữa người ta tới tiếp cho đàng hoàng thôi. Biết chưa? Rồi tôi biết rồi. Bà cứ nói hoài à, mệt bà quá. Biết rồi mà lúc nào cũng ở không hết trơn. Mực mình. Thank you.
Chị Hạnh, bỏ đó đi, qua đây ngồi ăn đi. Ừ, nghỉ đi Hạnh. Dạ thôi, chị với Bi Duyên ăn đi, em lau dọn cho sạch rồi ăn mới ngon chứ. Nhỏ này nó xuyên dễ sợ luôn vậy. Kể từ ngày có con Hạnh vô quán này á, mấy chị em mình khỏe dễ sợ. Chị Hạnh, bỏ đó đi, qua đây em hỏi cái này nè. Qua đây. Gì? Ngồi xuống đây đi cưng. Chồng chị á, chồng chị sao? Đó giờ không nghe nhắc tới gì hết trơn á. Ừ ha. Nè, sao nhắc tới con không mà không có nhắc tới chồng vậy? Dạ, anh ở nhà đi đón con bé đó chị. Ồ, vậy hả? Chị có đem theo đồ ăn mà đúng không? Lấy ra cho em ăn ké đi. Nghe nói chị nấu ngon lắm mà. Một lát chị đưa cho. Nhỏ này, nghe tới ăn là con mắt sáng rực hả? Đừng có đem ra, nó ăn hết của em luôn giờ. Cháo gà ngon không? Ngon, nè. Ngon lắm. Ăn chung với em đi. Xuống dưới múc tô lên đi. Được rồi, để xuống múc nha. Ừ. Cảm ơn cái chầu chậu hôm nay coi như là quá ngon lành. Vô đi, dạ. Vô cái đi. Dạ, vô. Rồi, mời vô. Anh. Vô nghe anh này. Dạ, mời anh. Dạ, dạ. Mời. Được thoải mái tự nhiên như ở nhà. Dạ. Trời ơi, chị uống. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đã tổ chức một cái buổi họp mặt như thế này ha. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ cũng đã trễ quá rồi ha. Anh em tụi tôi xin phép đi về. Dạ. Thôi thì người trong nhà mà anh, có gì đâu khách sáo. Trước sau gì mình cũng là người một nhà. Mày... nên là các anh á, ăn nhậu vui vẻ như vậy á, là tôi mừng lắm. Thôi nè, mấy anh coi về cẩn thận nha. Hôm nay thiệt là vui quá, giờ vui. Nhờ có mấy anh mà hôm nay tôi mới được nhậu tạ cẳng một bữa đó. Dạ không có gì đâu. Ông xã em á, ông nhậu vô ông xỉn, ông nói tầm bậy tầm bạ không hả? Không có, tôi không có nói sai à. Tôi nói để cho mấy ông đừng có nghĩ con mình nó bị đây. Tôi xin phép nha. Tôi xin phép nha. Tôi thấy dạ. Ngồi với anh chị cũng vui rồi đó. Thôi để tôi về để cho hai anh chị vui. Dạ. Dạ. Dạ, mấy anh về. Dạ. Dạ. Dạ mấy anh về. Dạ, dạ. Ở đây cảm ơn rất là nhiều nghe. Dạ anh về. Dạ, dạ thôi mấy anh về. Dạ. Đi cẩn thận nha mấy anh. Dạ. Hẹn gặp dạ. Anh sao nha. Đi cẩn thận nha mấy anh. Mà một quán ăn kiếm nhỏ nào đẹp đẹp cho bảy. Bảy bảy bảy. Vui quá. Lộn đó, ông lộn. Dạ. Bữa nào em biết mà. Cho dẫn ổng đi mấy cái chỗ có tầm bảy ha. Coi ba mát mẻ vui vẻ bữa. Dạ cảm ơn mấy anh. Vậy dạ. 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 Bữa nào mình nhậu một bữa xả láng. Vui quá. Lo vụ này cho nó xong rồi mình xả láng không? Nhớ nha. Dạ. Nhớ bữa nào rủ tôi đi chơi. Rồi. Ông hay quá ha. Gì vậy? Tôi không hay thì làm sao làm chồng của bà, đúng tôi không? Tôi có giỡn với ông đâu. Lo ăn nhậu ăn nhậu. Xém chút nữa là bể chuyện rồi thấy chưa? Nói gì đâu mà bể. Sao hôm nay em về sớm vậy? Thì lâu lâu cũng để cho mọi người nghỉ xả hơi một chút chứ. Rồi cái vụ mất tiền em đã tìm ra được ai chưa? Cái bữa đó là ở tiệm chỉ có con Dung với bé Út thôi. Mà bé Út nó nói á, là thấy con Dung đến quầy xong bỏ đi ra ngoài. Em nói như vậy làm nghi ngờ con Dung à? Alo, tao nghe nè. Mày nói sao? Mày thấy con Dung ở casino hả? Rồi rồi, được rồi, tao biết rồi. Có giờ họp mặt gọi tao nha. Ok, bye bye. Ai vậy? Con Nhi. Nó nói á là thấy con Dung ở casino á. Mà anh nhớ không? Hôm trước á nó còn hỏi mượn tiền em. Vậy tiền đâu nó đi casino? Đúng là con Dung hả? Con Út á, em rất là hiểu tính nó. Nó không phải là người tham. Mà ở tiệm á cũng nhiều lần mất tiền. Chỉ là con số nhỏ thôi á, cho nên em không làm lớn chuyện. Lần này á em sẽ làm cho nó phải thừa nhận. Thì ra là con Dung à. Dung, chị muốn nói chuyện với em một chút. Chị cần gì thì chị cứ nói, anh Dũng nghe cũng được mà. Hôm ở tiệm mất tiền, có phải em đi casino chơi không? Sao chị biết chuyện đó hay vậy? Anh, trước đó em còn mượn tiền tôi xài mà. Vậy tiền đâu em lấy đi casino chơi hả?
Anh cũng đang thắc mắc chuyện đó đó. Sao em không nói? Thì em mượn của bạn em chứ đâu mà thắc mắc. Mệt hai người ghê. Mượn của bạn hay là mượn ở tiệm? Nè chị nha, chị không có bằng chứng thì chị đừng có vu oan cho người khác. Tôi nói cho em biết, trước đây á, tiệm đã nhiều lần mất tiền rồi, nhưng chỉ là con số nhỏ lẻ cho nên tôi không tìm hiểu. Lúc đó thì không có bé Út. Hỏi lấy ai ra mà mất tiền hả? Tôi nói cho em biết, sau này đừng có tái phạm nữa. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra đó. Đi về. Ủa, mới qua mà sao về em? Tôi kêu đi về thì đi về. Vậy em về trước nha chị Hà. Em ơi, đợi anh với. Cái gì vậy cha? Cái cỏ này ai biết đâu. Nắng quá trời quá đất nè. Nói nghe nè. À, mấy ông thấy công nhận không? Công nhận tôi giữ không? Giữ gì? Thấy không? Thấy tôi giữ không? À, ừ. Sao? Tôi giới thiệu vô cái mối này thấy ngon không? Vừa giàu nè. Mà con gái của người ta lại đẹp nữa. Tôi bảo đảm đó là cha Bảy bên Mỹ á. Chả biết được là trời, chả cảm ơn tụi mình nhiều lắm. Công nhận nha, xui da của anh Bảy ra ha. Tao nói dễ thương mà tốt hết biết luôn. Cái gia đình gì mà ngộ thiệt, mời hết nguyên đám mình tới ha, rồi bài tiệc đồ đãi ăn đồ ngon ghê không. Cái chuyện này ha, là ông Bảy phải biết ơn ông Sáu à. Ông Sáu ông bày ra đó. Đó công tôi không thấy chưa à. Nhưng mà nghe tôi nói nè à. Hai ông có để ý không? Tôi thấy hình như là nó có cái gì đó, nó ngộ ngộ hay sao á. Ngộ sao gì? Ngộ. Cái gia đình này ha, chưa thấy mặt mũi thằng rể tương lai nó ra sao hết trơn á trời à, ha. À. Rồi tự nhiên tiếp đón mình ân cần, rồi mở tiệc đãi nữa ha. Làm cho tôi thấy hình như là con của người ta hình như mình cũng đã nhìn thấy rồi ha. Giống như là bán đổ bán tháo gì đó. Ê ê, ông nói tôi thấy cũng đúng rồi. Tôi thấy ngộ nha, mà sao kỳ lạ vậy? Ở đâu á mà sao khách sáo quá trời quá đất à? Hay là có ý gì ta? Ý gì anh á? Cái thằng cũng ba phải. Sao ba phải? Rồi suy diễn tùm lum tùm la hả? Trời ơi, người ta là người tốt đó mấy ông ơi. Nè, yên tâm đi, tôi báo cho mấy ông biết á, là trên đời này, trong cuộc sống này còn rất là nhiều người tốt lắm. Đúng rồi ông ơi, ở trên đời này còn rất là nhiều người tốt. Có chừng mình đa nghi quá đó, hiểu không? Đâu để coi lại coi sao. Chứ dù gì đi nữa thì mình cũng đã thấy được chút rồi. Chắc có lẽ là do tôi đa nghi. Không, giờ let go. Đó, ê, let go là cái gì? Ê, theo tôi. À Lê là gì? Làm như rành tiếng Mỹ lắm vậy. Lâu quá không thấy Khánh ghé đi chơi. Dạ, dạo này em cũng bận. À, hèn chi thấy ít ghé quá. Dạ, Duyên hôm nay có ở nhà không anh? Giờ này chắc nó đi làm chưa có về đó. Chắc sắp về tới rồi đó. Kìa nó kìa. Chào Duyên. Anh ba. Ừ. Qua đây chi vậy? Đang nói gì kỳ cục vậy? Khánh qua đây, Khánh có chuyện muốn nói với Duyên. Hôm nay tôi mệt rồi, tôi không rảnh đâu mà nói chuyện. Duyên. Bạn anh tiếp đi. Trời đất ơi. À không, bạn em anh tiếp đi. Nhỏ này. Lâu lâu nó. Dạ, xin phép anh. Ủa, hả? Con Duyên nó có sao không? Bị gì trời vậy? Trời ơi, xem hỏi anh. Nó bị gì ai biết nó bị gì? Sao lần sao? Hình như em thấy có chuyện gì á. Chắc nói với lại Khánh có chuyện gì chứ anh đâu có biết. Hai đứa này nó nói chuyện kỳ cục vậy trời. Thiệt tình. Nó làm mình không biết làm sao nữa. Tía. Ủa, con Duyên nó làm sao vậy? Trời đất ơi tía. Lâu lâu cái làm cái giật mình à. Tía đi đâu lù lù ra tía ghê vậy? À, thì ta thấy thái độ nó vô phòng nó vậy đó. Nữa đó. Hết vợ con hỏi con á là Duyên nó làm sao vậy? Giờ thì tía hỏi Duyên nó làm sao vậy? Sao là làm sao? Bộ con làm nó bị làm sao? Làm không làm gì vậy, nhưng mà con ở trong nhà con phải biết chứ. Trời đất, bộ con ở trong nhà chẳng lẽ chuyện gì trong nhà con không biết? Phải biết tề gia nội trợ, nghĩa là như phụ nữ vậy đó. Thì mọi chuyện trong nhà phải biết, phải không? Tía. Cái gì? Tía cứ nói hoài. Trời. Anh. Sao? Chưa ngủ nữa hả?
thì anh qua đây kiếm em có chuyện gì không? Nè, nói thiệt đi, hai đứa em có chuyện gì phải không? Có chuyện gì đâu, mà anh vô duyên quá, anh đi về anh ngủ đi, không có chuyện khác hỏi thì thôi nha. Em giận nó phải không? Không có mà, anh đi về đi. Không có mà tại sao lần nào nó tới đây nó kiếm em á, em mặt em cũng có thái độ rất là kỳ cục. Ví dụ như giờ nè, đó, anh bà với em không có chuyện gì, cười, đúng không? Tự nhiên em vô em gặp mà nó là bạn em, mà em vô em không muốn nhìn ta nữa. Bây giờ em có chuyện gì em nói thiệt cho anh biết đi, nói thiệt đó. Anh, bây giờ anh có chuyện khác để hỏi không? Không có, thì đi về ngủ, em mệt. Em làm gì nó phải không? Sao anh không hỏi là nó làm gì em? Vậy là có chuyện. Anh nghĩ sao đó là không có chuyện. Nè, nói cho anh biết đi, nó làm gì em? Mệt quá, giờ nói với anh thì cái chuyện cũng có khác đi được đâu. Anh đi về ngủ đi. Chứ anh thấy nó cũng được người tốt mà, cũng hiền lành, chứ tại sao mà như vậy? Anh đi về ngủ. Có chuyện gì nói anh ba nghe coi. Không nói, anh về ngủ đi. Không nói nói má. Đừng nói má đó. Đừng nói má. Anh, em với anh Khánh có giờ nói không? Khánh không phải là người tốt. Cái gì? Anh ta quen em chẳng qua chỉ là cá độ với bạn bè thôi. Quá đáng lắm à. Anh, im lặng. Tại sao nó làm như vậy? Hèn gì mấy lần mà tới đây nó xin lỗi em. Anh chỉ tưởng đâu là hai đứa bay, chỉ giận nhau một cái chuyện nhỏ nhặt vậy thôi, cãi giá nhau là chuyện bình thường. Ai ngờ nó làm cái chuyện đông trời. Anh không ngờ, nhìn vẻ ngoài thư sinh mà lại làm cái chuyện đống trời như vậy thiệt tình. Anh ba à, nhưng mà thật sự á, cái chuyện làm em buồn nhất không phải là chuyện đó. Chứ bây giờ nó làm cái gì nữa? Nó làm gì nữa? Tôi phá cái điện thoại vô mặt đó. Anh ơi, em lại anh muốn cả nhà nghe hả? Tôi tức quá mà. Cái chuyện làm em buồn nhất á, là tại vì đó giờ em cứ nghĩ tía mình gay gắt. Nhưng mà thiệt ra tía nói cũng đúng, muốn quen ai á thì cũng phải tìm hiểu người ta trước. Chứ tuổi trẻ bây giờ không có tin được ai hết. Giờ em mới thấy tía nói đúng. Em nói cũng phải. Bởi vậy. Dạ. À vậy hả anh ba? Dạ. Vậy là mừng lắm rồi đó. Trăm sự nhờ anh hết đó, nhà tôi mang ơn anh lắm đó nghe. À được rồi anh ba. Dạ tôi sẽ nói nó thu xếp công việc rồi về coi mắt sớm. Dạ. Thôi anh ha. Dạ cảm ơn anh nghe. Dạ. Hả? Vui gì mà tí vui dữ gì tí? Vui chứ sao không vui con. Như ý mà. Ủa vậy hả? Chú ba còi mẹ bển đó. Dạ. Nói gia đình nhà gái người ta hối thúc về bển đi coi mắt sớm đi. Trời. Hối thúc kỳ này ông Lễ ơi. Nhiều tuổi gì tí? À, 22 tuổi mà đẹp lắm. Mà con biết không, gia đình người ta có một đứa con gái thiệt nề nếp da giáo. Hết trời biết luôn. 22 tuổi. Ờ. Đẹp. Đẹp. Nề nếp da giáo. Chứ sao. Trời, chắc chắn luôn tí ơi. Hên rồi, hên rồi. Chắc chắn luôn, không học với anh hai. Anh hai già quá. Mày sao ốc trâu không à? Anh hai mày đẹp trai cao ráo, nó giống tao nhỏ, mày chê dữ gì mày. Tao mệt mày quá. Tao lao không à. Đi nấu cơm đi. Vậy thôi cũng cầu mong hên. Chứ bữa giờ thấy xui không à. Vậy là tốt rồi. Chị, bộ mỏi lắm hả? Thôi chị lên nghỉ đi, để em làm cho. Thôi được rồi, không sao đâu. Thôi mà, chị lên nghỉ đi, em làm nhanh lắm, để em làm cho. Thôi chị làm được mà. Hôm nay khách đông quá, làm muốn xỉu luôn vậy đó. Mà công nhận nha, chị Hạnh làm giỏi thiệt á. Em thấy, chị làm liên tục vậy mà không thấy nghe than tiếng nào hết trơn. Có gì đâu, khổ quen rồi. À, chị Hạnh, cuối tuần này chị có rảnh không? Cuối tuần này có chuyện gì hả bé Duyên? Đương nhiên có chuyện rồi. Chị, qua nhà em ăn cơm. Thôi đi, phiền gia đình lắm. Có gì đâu mà phiền. Tí má em thích đồng hương dữ lắm. Đặc biệt là tí em đó. Chị Liên, cuối tuần chị qua chơi luôn nha. Qua nhà em á hả? Ừ. Cuối tuần chị có hẹn rồi. Hạnh, dạ. Cuối tuần qua nhà bé Duyên chơi đi. Ừ. Đồng hương với nhau mình qua mình nói chuyện. Đỡ nhớ quê nhà lắm đó nha. Đúng rồi. Dạ. Cũng được.
Rồi, vậy quyết định vậy nha. Ừ. Trời, chị Liên. Hả? Để đó đi em làm cho, nghĩa ta chút đi. Thì em rửa đi, chị làm có chút xíu thôi mà. Ủa, tía, con đang làm việc hả? Dạ, con chưa buồn ngủ, cho nên tính làm việc thêm chút nữa. Tía qua đây có gì không tía? Cũng không có gì. Bác ba ở bển báo cho ba biết là đã tìm được người. Con hãy sắp xếp công việc đi, càng sớm càng tốt nghe con. Dạ thưa tía, con cũng có chuyện muốn nói với tía. Con định nói cái gì? Nè, tía nói con biết nghe. Con đừng nói với tía là con không lấy vợ nữa nghe. Không. Nhiều lần lắm không. Rồi nghe con. Không phải đâu tía. Nhưng mà con chỉ sợ là mỗi lần về Việt Nam như vậy tốn kém nhiều lắm. Mà lỡ con với cô gái nào đó Việt Nam không hợp, rồi làm cho tía má buồn thêm. Được hay không được cái gì? Bây giờ con đừng có nói chuyện không có hên. Con cứ sắp xếp công chuyện con đi, rồi còn mọi việc để tía lo. Nè, bác bà nói với tía là cô ấy đẹp lắm, dễ thương lắm, ông sắp xếp hết rồi, con yên tâm đi. Nè, cái này con cầm lấy đi. Cái này là của tía với má để dành dụm, con cứ cầm về bển đi, rồi cứ việc xài thoải mái đi nghe con. Tía ơi, con tự lo được, con đi làm con có tiền mà. Con cứ cầm đi thì dư giả cái việc xài thoải mái, chứ tía má ở bên đây đâu có cần xài đâu con. Đừng nói nhiều nữa. Con cứ làm việc tiếp đi ha. Đàn ông á, sự nghiệp vững vàng là đúng, nhưng mà cái chuyện vợ con á, mình cũng phải lo nghe con. Tía à, con cảm ơn tía nhiều lắm, nhưng mà tía má cứ cầm số tiền này mà xài đi, con đi làm cũng có tiền mà. Biết vậy rồi. Tía đừng có làm như vậy, con có tiền thiệt mà. Để con vô công ty, con xin, rồi con sắp xếp thời gian về Việt Nam. Vậy là tía vui rồi. Nè, cầm đi, nghe lời tía nghe. Chút nữa không, tía lên trển, tía báo tin cho mẹ mày biết. Bà vui liền à. Vậy nghe con. Nè, ăn đi. Ăn đi. Ăn cho mập thay nghe không con? Ăn đi. Nè, mấy con quỷ gà trống ăn cho cố vô nghe không? Ăn cho mập thay rồi đi kiếm gái nghe không? Đó, nhưng mà đừng có ngu, đừng có ngủ ngoài chuồng heo nghe chưa mày? Nghe. Mà nè, báo trước nha, nhà này có con gái chứ không phải không có đâu nghe. Tụi bay á, đảng hoàng là tao cắt tiếp có ngày đó. Nhỏ tao cắt cho nhỏ, lớn tao cắt cho lớn. Ai? Ê ê ê ê. Nè, nè nè, mỹ nhân. Đâu đó. Mỹ nhân định chửi xiên chửi xéo vì anh Hùng, định móc moi vì anh Hùng. Có ngon nói thì nói thẳng vô mặt anh Hùng nè mỹ nhân. Cảm ơn nha. Cảm ơn ai khen tôi mỹ nhân nha. Tôi mỹ nhân thì ông đâu có việc đi kiếm gái, ông đâu có bộ. Mà trời đất ơi, nghĩ sao vậy hả? Quên đường về luôn, ngủ ngoài chuồng heo luôn mới ghê chứ. Trời ơi. Cái mặt ông bây giờ sĩ diện để đâu vậy? Ông có biết là bây giờ tôi ra ngoài đường tôi có dám nhìn mặt ai không? Mắc cỡ quá mà. Trời ơi, bữa đó chẳng qua tại sai xịn quá cho nên mới nằm như vậy. Thôi đi. Nhưng mà người có làm gì bậy đâu. Ông đâu có ngụy biện. Chị ba chỉ kể cho tôi hết rồi. Nữa là cũng tại vì cho bà nhiều chuyện đó kể. Tại vì cái bữa đó. Tại cái con khỉ. Dữ quá. Điện thoại kìa, em ông đó. Sao biết em? Thì gì? Alo. Nghe nè. Sao hả? Gì? Trời đất ơi, đi có ai nữa? Cái gì hoài vậy cha? Hả? Ông ba ông gọi cho ông hả? Rồi, xong. Rồi xong rồi. Ông biến khỏi nhà tôi đi. Bố điên à? Rồi xong. Đi luôn đi nha.
Ông không giỡn mặt với tôi hả? Ông đứng lại, đứng lại, ông đứng lại, đứng lại. Ủa anh hai, tính khi nào rồi về Việt Nam? Anh không có lấy vợ đâu. Cái gì? Anh không lấy vợ hả? Chết cha, không lẽ thiệt tha? Trời ghê quá. Đừng có tào lao quá đi. Thôi bỏ đi nha. Tao hiểu mày đang nói cái gì đó. Anh không có như mấy đứa nói đâu. Chứ làm gì mà anh phải lo lắng tới mức độ như vậy? Làm gì không lấy vợ? Anh lớn tuổi rồi, không lẽ bây giờ lại yêu đương rồi tìm hiểu lại từ đầu, rồi lỡ không hợp nhau rồi chia tay, khiến cả nhà buồn thêm, nhất là tía. Ờ hả, cũng đúng. Đúng là bây giờ cái tuổi này mà bây giờ quen lại từ đầu cũng hơi mệt hả. Bây giờ tính cách đi. Điển hình trước mắt á là con Dung nhà mình á, em thấy chưa, nó giữ như con sư tử vậy. Hai vợ chồng nó cự cãi nhau suốt à. Lấy vợ mà lấy vợ nhầm giống như nó, anh ở giá còn hơn. Không thấy vậy vui chứ? Vui con mắt em chứ vui. Mà anh nói thiệt, anh cũng thấy nhiều cặp rồi. Họ đồng ý lấy nhau, rồi qua bên đây á, rồi họ chia tay nhau. Anh sợ rơi vô cái trường hợp đó, làm cho gia đình mình buồn thêm thôi. Cái này căng dữ vậy ta. Nhưng mà bây giờ phải tìm cái cách nào lựa lời nói, chứ không thôi là tía giận chết đó. Thôi khỏi đi. Anh thấy tía buồn quá cho nên anh đã hứa với tía là về Việt Nam rồi. Nhưng mà nói thiệt, anh lo lắng lắm. Về Việt Nam hả? Ủng hộ anh luôn đó. Cái thằng. Mình phải làm thế nào để thằng John hay phải bỏ cái tâm trạng lưỡng lự đó đi? Ông, về ăn miếng cháo đi ông. Ông ăn cháo đi. Bộ bà giận tôi hả? Sao mà không giận được? Nếu mà hôm nay tôi không dọn dẹp mấy cái hộc tủ thì làm sao tôi biết ông bệnh nặng được? Bộ ông định giấu tôi tới chừng nào? Thì giờ bà biết rồi đó. Ông à, hay là tôi nói cho tụi nhỏ biết nha. Không có được nghe. Bà không có được nói cho tụi nó biết. Vậy thôi, tôi biết rồi. Bà nói cho tụi nó biết rồi tụi nó còn lo nữa. Rồi thằng hai nó không chịu lấy vợ làm sao? Mà bà biết rồi đó. Thằng hai nó lấy vợ rồi tôi mới yên lòng. Rủi tôi có gì tôi cũng vui nữa. Tôi biết rồi, thôi ông ăn đi. Mà bà hứa với tôi nghe. Tôi hứa. Không có nói với mấy đứa nhỏ nghe chưa? Thôi ông ăn đi. Nhớ kỹ nghe, không được nói nghe. Tôi biết rồi mà, ông ăn đi. Mày buông tôi ra coi. Vô đi. Vô đi. Em làm gì vậy? Sao không để anh đi vô nói chuyện với tía? Nói cái gì? Anh mà biết tía má biết cái chuyện này là tía má không có vui đâu đó. Tía đã giấu cái chuyện này lâu rồi. Tía cũng thiệt tình. Tại sao lại không nói cho tụi mình biết, để tụi mình còn chữa trị cho tía nữa? Thì biết đành là vậy, nhưng mà cái thời điểm này không có nên nói ra. Mình lựa một cái thời điểm nào thích hợp mình nói cho tía biết. Ờ, chắc là phải vậy. Mà em ở nhà thường xuyên, nhớ coi chừng tía đó nha. Rồi anh an tâm đi, em biết mà. Anh nghĩ... Về Việt Nam chứ gì? Lành quá. Chắc phải vậy rồi. Em định đi đâu phải không? Ủa, anh Thành. Em cũng đang tính nói anh mà lưu bu quá chưa kịp nói nữa. Ngày mai á, em tính đi qua nhà cô Bảy với lại bé Duyên. Hai người làm chung với em trong tiệm phở, rủ qua nhà chơi. Ồ, chị à. Dạ. Mới đầu thì em cũng ngại lắm, nhưng mà em nghe cô Bảy nói á, cùng là người Việt, qua chơi với nhau để đỡ nhớ quê hương đó mà. Ờ, vậy cũng tốt. À, có ai nhắc cái vụ mà mất tiền hôm trước không? Dạ không. Cũng may
không ai nhắc tới, mà giờ mọi người cũng thân thiện với em nữa. Ờ, vậy thì tốt quá. Ờ, em định đi một mình hay là dẫn bé Gia Linh đi với em? Ngày mai Gia Linh cũng phải có tiết học bơi. Với lại em nghĩ lần đầu tiên qua nhà người ta chơi mà dẫn con nít theo cũng bất tiện đó anh. Em nói cũng đúng. Ờ, vậy thôi, vậy mai anh chở em đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi em ngủ sớm đi nha. Dạ, anh cũng ngủ sớm nha. Ờ. Sao rồi ông? Chịu rồi. Vậy hả? Ừ, tôi nói được là được mà. Chỉ có cách này thằng hai mới chịu về quê lấy vợ thôi. Nhưng liệu có ổn không ông? Tôi thấy cực cho ông quá. Cực thì cực, có làm sao đâu. Hai đứa mình chịu cực chút xíu mà thằng hai nó chịu lấy vợ, rồi cái mình có được con dâu nè. Ừ. Rồi sẽ có cháu nội nè. Ờ ha. Mấy nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình, khóc than duyên em một mình. Anh Bảy. Ừ. Làm gì yêu đời ca hát dữ vậy? Có chứ anh. Cuối tuần qua vui với gia đình tôi nghe. Tôi biết rồi. Tuần nào cuối tuần gia đình cũng đông đủ tụ họp mà, phải không? Nhưng mà cuối tuần kỳ này là một ngày đặc biệt. Đặc biệt hả? Vui lắm. Ừ. Đặc biệt gì nói nghe coi. Nè, thằng lớn nhà tôi nó chịu về Việt Nam lấy vợ rồi. Ý à? Ừ. Chúc mừng anh nha. Để chiều tôi đem chai rượu qua rồi hai anh em mình uống ha. Ừ, vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà thôi. Sao vậy? Kém lắm. Cái gì đâu, anh khách sáo quá. Vui là mình phải ăn mừng chứ đúng không? Nhưng mà anh Bảy, cái này tôi hỏi thiệt anh nha. Ừ. Con anh nó cũng lớn tuổi rồi. Tôi sợ là nó lấy vợ về nhà còn có khả năng sinh con gì không? Cái này bậy nghe, nó bậy á. Tôi nói là để tôi lo là mình qua là mình phải cho đi bác sĩ đàng hoàng, cho đi đốc tờ nó khám coi là có khả năng hay không. Chứ để rồi tốn tiền đi về Việt Nam rồi bỏ công bỏ sức ra để kiểm tra sức khỏe, cái đó mới là bậy đó chứ. Nè, sức khỏe của con tôi để tôi lo cho, cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Tôi lo, tôi nói vậy thôi mà. Được rồi. Thôi không muốn rồi, thôi tập nha. Tập thôi. Tập, tôi tập mình được rồi. Gì vậy? Tập chung nó vui hơn. Tập mình vui hơn. Trời, anh Bảy, lát chiều tôi đem cho rượu qua, tôi với anh uống luôn nha anh Bảy. Không cần. Gì kỳ vậy? Bỏ rượu rồi. Trời, cha này hãy đụng tới con chả nhảy dựng lên giống như cái gì vậy trời. Ủa, Tí đâu vậy? Đi chợ. Trời đất ơi, Tí nói chơi hay nói thiệt? Nói thiệt chứ. Tí đâu có thích đi chợ. Sao tự nhiên hôm nay đồ đi chợ kỳ vậy? Tự nhiên hôm nay thích à? À, con biết rồi, Tí muốn mua đồ trong chợ phải không? Rồi, được rồi, Tí ở nhà Tí nghỉ cho khỏe. Con đi mua đồ con đem về cho Tí nghe. À thôi, khỏi. Tí đâu có bệnh gì đâu phải nghỉ. À, biết rồi. Giờ Tí trả lời thiệt đi. Tí thấy con làm nội trợ đồ ăn cho cả nhà ăn ngon quá, giờ Tí khoái, Tí muốn làm nội trợ cho má ăn phải không? Thôi không dám đâu. Chứ sao? Ba cái chuyện nội trợ, tề gia rồi nấu bếp này kia là chuyện của phụ nữ. Tại vì bình thường đàn bà đi chợ cà cây dây ngỗng á, không biết lâu thiệt lâu mới về. Sai tôi đi theo để giám sát anh đó. Hả? Đi giám sát. Tí giám sát con hả? Ờ. Hay là Tí giám sát bà nào? Bậy bà không, mà bà nào? Rồi sao, có đi không? Đi thì đi. À, nhưng mà nhớ là giám sát con. À, chứ đừng có giám sát bà nào chết với má đó. Mày mắc cái chứng gì mà mày cứ nhìn Tí hoài à? Hôm nay con thấy Tí lạ quá. Ừ? Lạ chỗ nào? Thì thường ngày á, Tí nói con là làm nội trợ với đàn bà, và tự nhiên hôm nay á, Tí đòi đi theo con đi chợ làm sao ta? Ai cũng phải có lúc thay đổi chứ mày. Mà không sao, cái lạ của Tí á, gần gũi, đáng yêu, dễ thương. Chứ sao? Thì má mà biết được, má khoái. Coi như là gần gũi với giới trẻ phải không? Dạ. Cái đó Tí nói con không nói cái nha. Cái tính đó thì tao có thừa.
chở em đến đó rồi anh đi đón Gia Linh nha. Dạ. Em, khi nào em muốn về thì gọi anh đến đón nha. Dạ. Giờ anh sẽ tới chỗ học bơi của Gia Linh rồi chở Gia Linh đi chơi một vòng trong khi chờ em. Ừ. Anh cũng muốn tới đó chung với em luôn không? Thôi, em cứ đi chơi cho thoải mái. Ủa, nhà tới giờ cơm rồi sao vắng que vậy? Tía, anh cho anh ba, ảnh đi đám cưới bạn rồi, còn anh hai á, ảnh lên công ty. Hôm nay công ty có làm việc đâu mà lên. Con đâu biết đâu. Nó nói có công việc gấp, cần phải giải quyết, cho nên nó đi rồi ông à. Dung ơi, con coi xuống giúp giùm đi con. Trời ơi, có người giúp rồi, kêu con xúc giúp làm cái gì nữa. Thấy không, làm biến trả lời trớt quớt à. À, tía, hình như chị Hạnh qua rồi á, để con đi mở cửa. Nhà có khách đó, thôi dọn cơm qua bên đây ăn đi cho nó tươm tất. Cái gì vậy cha nội, là gì mà cái điện thoại giật ngược vậy? Hồi nãy nói điện thoại tôi nghe không có rõ. Rõ, cái gì, ở nguồn điện thoại cho tôi. Rồi trong nói yên tâm đi. Không có gì đâu, yên tâm đi. Rồi tôi gọi điện thoại cho anh, tôi gọi hoài anh không nghe gì. Tội sao nghe. Tội mà đứng kế bên ông nội tôi cũng dám nói gì nhiều nữa. Vậy tôi chỉ trả lời nhắc cưng cho ông thôi. Trời ơi, mà có chuyện gì vậy? Hey, bữa đi về có bị gì không? Không, tôi thì sao, ai dám làm gì tôi. Anh sao, anh có bị gì không? Ở đó mà không bị, bị cũng vừa phải thôi. Bị sao, bị sao? Thì lèm bèm, rồi nó xiên nó sọ, rồi lấy lúa lấy gạo ra rải cho gà ăn, rồi nó móc nó moi rải cho gà ăn, mà giống như là rải cho dông ăn vậy đó, hiểu không? Ủa vậy? Xiên xéo, xiên xỏ tôi đó. Vậy là giống như dạng cúng hồn vậy đó. Đó, như là rải dông vậy đó, hiểu chưa? Ừ, ghê quá. Thôi. Trời đất ơi. Gì trời, hẹn rồi tới giờ này cũng chưa tới nữa là sao? Sao mà xài giờ với thú dữ vậy ta? Thiệt tình, cho bá với ông Sáu này thiệt là quá đáng. Ông đừng để người ta chú ý nha. Alo, chuyện gì vậy? Trời ơi, sao giờ này chưa tới nữa? Tới rồi cha nội ơi. Làm gì mà anh đến hồi nào? Trời ơi, tôi ngồi trong quán nãy giờ tôi có thấy ai đâu. Trời ơi, nguyên một cái quán người ta bao la rộng lớn vậy mà ông nghĩ sao mà ông gọi ông tìm tôi? Biết ở đâu mà tôi gặp ông đây hả trời? Tôi đây nè mà ông gọi cái gì vậy? Trời ơi, làm cho tôi tốn tiền điện thoại không à anh ơi. Nãy giờ mà thiệt tình anh tới rồi anh không chịu nói, làm cho ta tốn tiền. Rồi ông Sáu đâu? Ông Sáu đâu hả? Ông gọi thử coi. Ủa, ông không có đi chung với ông à? Trời ơi, mà ai nói đi ở nhà riêng chứ bộ ở nhà chung sao đi chung? Thiệt tình tôi hẹn hai người thì hai người tới một lượt đi. Ai mà biết vậy, thì bây giờ ông gọi điện thoại thì ông phải gọi cả cho hai người. Sao rồi sao? Tôi nè. Sao giờ này chưa tới? Tôi tới rồi. Tới rồi có thấy đâu? Trời ơi, tôi đứng ở bên sông nè. Cái ghe đó. Trời ơi, tôi hẹn anh ở quán cà phê chứ đâu phải hẹn bên sông đâu mà có cái ghe gì ở đây. Trời ơi, cái quán cà phê nó có cái ghe, nó có con sông đó. Cái quán cà phê nào mà có cái ghe? Đây nè, ông nhìn đi. Ở trong cái quán cà phê á, người ta đào một cái hố, người ta đổ nước giống như con sông vậy đó. Ông nhìn coi giống con sông không? Cái này là nước. Ông thấy cá lội không? Đó, rồi ông nhìn xéo ở bên trên nữa. Rồi sao? Rồi ông nhìn, ông thấy cái ghe chưa? Rồi ông nhìn qua bên này, ông thấy chưa? Trời ơi, chi cho tốn tiền điện thoại vậy ông nội? Trời ơi, thiệt tình làm ơn qua dùm một cái, tới dùm một cái đi. Quán ngõ nào? Bơi qua. Bơi ướt đồ sao? Chứ tôi hẹn là ở đây đứng đó làm chi? Sao mà cúp máy đi rồi nói chuyện tốn tiền điện thoại. Quên. Đi tự đi. Qua đi. Tới được bằng ngã nào thì đi qua bằng ngã đó. Thôi, bây giờ đi qua bên đó phải không? Ừ. Rồi đi.
Đó, rồi đó. Ủa sao nó tới đây nó cũng vòng 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 đi. À thôi, để đi lại. Alo. 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 Anh gọi cho ai vậy? Có phải là trung tâm chỉnh thần kinh cho người lớn tuổi không? Thần kinh gì ở đây? Làm ơn tới hốt giùm hai con thú lạ này giùm tôi đi. Tôi mệt quá sáng giờ. Dạ. Thú lạ. Ê, hey. Hey, ba. Ông nói tôi với anh à. Tự mình làm ra. Anh nói là phải rồi. Ở đây mà qua đây đi không được. Rồi bây giờ nè, thôi. Thôi ngồi đó đi. Ngồi đó đi. Anh ở đó đi nói chuyện bằng điện thoại cũng được đó. Tôi chấp nhận tốn tiền. Ở đó bàn cũng được. Rồi chuyện gì bàn coi. Rồi qua rồi. Đúng là tào lao. Trời ơi mệt ghê luôn. Nó có cái này nè. Hai cái ốc đảo mà đâu có thấy. Ốc đảo gì ông nội ơi. Mấy đứa ăn đi. Ba thôi á. Thưa tía má, con mới về. Mới về hả con? Ủa Hạnh phải Hạnh không? Anh John Hai. Ủa như vậy là hai người quen nhau hả? Ừ, lần trước về Việt Nam tụi anh có gặp nhau cho nên mới biết. Thật không ngờ lại gặp Hạnh ở đây. Càng bất ngờ hơn nữa lại gặp Hạnh ngay trong căn nhà của tôi nữa chứ. Em cũng vậy, bất ngờ quá à. Đúng là một sự bất ngờ đầy niềm vui, đầy thú vị. Nói ông cái gì thì phải nói cho đúng chữ. Ông cứ giỡn à. Sửa lưng tôi hoài à. Không sửa đi ra ngoài nói chuyện cho ta cười. Tía này, mà công nhận nha, hai anh chị có duyên ghê vậy á. Ở Việt Nam cũng gặp, qua đây cũng gặp nữa chứ. Nè, John 3 nó có để đồ ăn cho mấy đứa đó. Cho thằng John 2 nữa. Thôi, dọn lên đây ăn hết đi. Con Dung nó về rồi. Còn cái này coi như là tàn cuộc rồi đó. Dạ, để lát con ăn sau tía. Bây giờ Hạnh sao rồi? Ừ, có khỏe không? Cuộc sống sao rồi? Rồi qua đây bằng chuyện nào? Cái thằng này, con hỏi từ từ, con hỏi nhanh vậy sao Hạnh trả lời được con? Con quên, tại vì gặp Hạnh cái con vui quá. Dạ, em vẫn khỏe anh. Không khéo kế hoạch về Việt Nam tìm vợ của nó lại thất bại vì con nhỏ này. Ông ơi, ông sao vậy ông? Ờ, không có gì. Không sao, không có gì. Ăn cơm đi con. Mọi người ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm đi. Má ăn cơm đi má. Ừ. Ông ơi, sao ông kỳ vậy? Tôi thấy ông đang vui, tự nhiên có thằng John 2 về, ông buồn dữ vậy? Tôi sợ thằng John 2 nó sẽ không về Việt Nam. Ông sợ nó với con bé Hạnh phải không? Chứ còn gì nữa. Từ hồi nào giờ nó đâu có vui dữ vậy. Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy đó. Phải không? Ừ. Được rồi, tôi sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Sao ông không đi? Ai biết đâu. Ông nói là ông có công chuyện gì đó nên ông không có đi. Không kệ đó, mình coi sao. Thật ra là về cái chuyện này tôi cũng không có yên tâm cho lắm Cho nên tôi mới nhờ anh tới đây để mình coi trước nó ra làm sao. Rồi bây giờ ý của anh sao? Biết rồi, nhưng mà tự nhiên hai ông già làm vậy giống ăn trộm quá. Họ thấy cái chắc bị đánh chết sao à. Vậy bây giờ mình nói chuyện nhỏ thôi ha. Nhỏ. Mình để coi nó làm gì ở trong. Để coi. Ủa mẹ. Ê trời. Đẹp không mẹ? Đi đâu mà thay đồ như vậy hả? Con đi chơi. Không có đi chơi nữa. Ủa nhà nhưng mà con đâu có buồn ngủ đâu mẹ. Không ngủ cũng phải ngủ. Đi nhanh lên, đi thay đồ ngủ. Nằm xuống là ngủ liền hả? Ủa nhưng mà con ngủ con có được gặp anh Hiển không vậy mẹ? Con nhớ anh Hiển lắm. Trời ơi, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không có được nhắc tới thằng Hiển trong cái nhà này, nghe chưa? Ông ơi, ông ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ông ơi, sao vậy? Nó bị sao vậy? Đi, nhanh lên. Sao? Nhanh lên. Trời ơi là trời. Ông ơi, con, nhanh lên. Rồi tới liền. Mẹ. Trời ơi, nhanh lên đi. Giữ chân nó lại, nhanh lên. Nhanh lên. Giữ chắc vô.
gì mà nó la ông sùm vậy? Tự nhiên sao nó lên cơn bất tử vậy? Ai mà biết đâu, nó làm gì ai mà biết. Mà ông có cho nó uống thuốc điều không? Y chết cha rồi, mấy bữa nay hết thuốc mà tôi quên nói cho bà nghe. Trời ơi, cái ông này có cái chuyện đó thôi mà cũng làm không xong nữa. Trời đất ơi, mấy bữa nay lu bu cái chuyện coi bắt của nó nè, ai mà nhớ đâu. Tối ngày bà lá tôi hoài à. Trời ơi, nhanh đi mau ra nhà thuốc mua cho nó theo toa cho tôi. Tôi biết rồi, riết bà làm tôi như con bà, bà sai tôi hoài à. Chồng ấy là chồng, con ấy là con, tôi khổ với cha con ông quá. Mong sao cho trước lúc nó được người ta cưới, nó đừng có trở bệnh lại. Mẹ ông ơi, cô nhỏ này đừng bị bệnh hay sao mà tôi thấy à. Trời ơi, đó đó đó, chắc chết à. Khai đi, khai thiệt ra đi anh hai. Khai cái gì? Thì khai cái chuyện anh với chị Hạnh đó. Ừ, có gì đâu khai. Trời ơi, nhìn hai người nói cười vui vẻ. Mà em nói nghe nè, hai người cũng hợp lắm. Em thấy là nếu có gì á thì hai người tiến tới luôn. Nói chung cô ấy cũng rất là dễ thương. Rồi, vậy là nhận anh thích chị đó rồi đúng không? Mà em nói nghe, nếu mà thích á thì hai người cứ tiến tới đi. Tại vì sao? Chị ta cũng đang tự do đúng không? Ê... Mày nói cái gì vậy? Tía. Hả? Tía. Nói gì? Thì... Nè, anh hai của con á là trai tơ, không thể nào mà lấy vợ gái có đời chồng, nghe chưa? Tí ơi, xã hội này là xã hội nào? Xã hội tự do mà. Thời bây giờ á, đàn ông người ta có vợ rồi, người ta lấy gái mới lớn được. Thì giờ á, con gái người ta có con rồi thì người ta lấy trai tân cũng được, đúng không tía? Nè nè, mày nín nghe, chứ tía là không có được. Anh hai của mày là trai tơ, tự nhiên bây giờ lấy gái con đời chồng hả? Không. Em đi. Nè, còn bay nữa, nói thiệt đi, con với con bé nó có gì chưa? Trời ơi, tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì hết. Tí yên tâm đi. Thiệt không? Con nói thiệt mà. Tí ơi, anh hai nói vậy rồi thì tí tin vậy đi. Còn con nữa nha, lúc nào cũng chống đối với tí hết nha. Thì tại vì tôi tưởng hai người khác xa nhau á mà. Nín không? Duyên. Mà thôi tía, đừng có để ý lời nói của nó. Tía về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ. Dạ. Tía đi nghỉ đi tía. Còn đứng đi làm gì nữa? Đi về luôn đi. Ủa không? Không khai luôn hả? Đi về không... nhanh lên. Không khai luôn. Cái đi. Gì nữa? Cái con nhỏ này. Con gái gì đâu á. Ờ, tôi nói chồng nghe nè. Gì? Ờ, tại sao mà bả không cho con gái bả cho mình thấy he? Đúng không? Ờ, thì ra là con gái của bả có bệnh. Coi như là cái mối này là coi như là không có hoàn thành. Coi như quỷ đi. Trời ơi, vậy giờ rồi sao? Tính sao? Thì bây giờ mình quỷ cái mối này thì mình đi tìm cái mối khác vậy thôi. Ủa vậy tại sao tôi nghe đồn, tôi nghe nói rằng cái thằng John Hoa nó sắp trở về USA rồi. Ê, không phải nó về bên đó mà nó về bên này. Hả? Anh nói nhầm rồi, nó về Việt Nam. À. Bây giờ không có, mình phải tìm cái mối khác mình đắp vô. À. Không thôi là mình có lỗi với anh Bảy. Ê, nói nghe, có khi nào mà thằng cha Sáu á, cha biết chuyện này mà cha không có nói cho mình nghe không? Nhưng mà tất cả là cũng tại anh. Sao? Tại anh nghe lời cha Sáu chỉ á, là cuối cùng bây giờ mình bị hố một cái quá mạng luôn. À. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, tôi có lỗi. Tôi cảm thấy tôi có lỗi cho nên tôi sẽ tích cực trong chuyện này để tôi chuộc lỗi của tôi. Tôi em sorry. Em sorry là cái gì? Là tôi thấy là tôi sẽ giúp ông. Cái đó là nói là tôi sẽ giúp ông. Không cần. Bây giờ coi như là hành động là cụ thể. Đúng, hành động cụ thể. Thôi đi về. Đi về. Cẩn thận coi chừng té. Bởi vậy cho nên mình phải đi như vậy cho khỏi té. Thiệt là quá đáng. Đi đâu mà vợ con trong ngóng trong ngoài mà cũng chưa thấy về. Má, sao má lo vậy mà má không chịu gọi cho tía về đi? Gọi rồi mà không tắt máy mà không thấy hả?
chắc là có chuyện gì nên tía mới tắt máy á má. Chuyện gì là chuyện gì? Sao má la con? Chuyện gì sao con biết được chuyện gì? Tức quá. Kìa, ông về kìa. Tía. Con. Ông đi đâu vậy? Ông đi đâu mà sao giờ này mới về? Thì tôi đi uống nước với mấy người bạn thôi mà. Uống nước gì? Uống nước gì mà giờ này mới về? Uống hết quán nước hả? Mà nước nào? Nước cà phê, nước trà đá hay nước nhậu? Trời ơi, bà hay suy diễn quá vậy bà. Suy nghĩ cái gì? Giờ tôi hỏi ông nè, tại sao tôi gọi điện cho ông mà ông tắt máy? Trời ơi, cái điện thoại nó hết pin. Trời ơi, nè, bà không tin phải không? Cái điện thoại nó đen thui nè. Nè, đó bà coi. Hết pin rồi sao ông sạc pin? Trời ơi, cái chỗ quán người ta đâu phải muốn sạc là sạc đâu. Ông đừng có hủy biện. Nè, tôi thấy lạ lắm nha. Tôi thấy mấy bữa nay hầu như là bà làm như là bà có cái gì. Hình như là bà không vừa lòng về tôi đó. Thật ra là có chuyện gì? Tại vì á, má nghe tía có bồ nhí á tía. Tào lao. Làm gì có bồ nhí? Tía già rồi, tía không thích mấy chuyện nữa đâu con. Thiệt tình. Bé Hai. Dạ. Ông nói ông không có kìa, mày tin không? Trời ơi, có ai đi ăn dụng mà thừa nhận đó má. Chính mà, xác. Mà má cứ định cứ để tía đi sớm về muộn vậy hoài hả má? Đời nào. Vậy má tính sao? Tôi chưa có nghĩ ra. Trời, đợi má nghĩ ra chắc là con có em luôn quá. Gì? Thôi đi ngủ à. Anh đừng có tưởng là anh ở nước ngoài về rồi anh muốn mần gì anh mần nha. Tôi mần là mần cái gì? Hạnh nói tôi không hiểu. Anh còn giả đò nữa hả? Anh không mận gì mà anh kêu chú ba qua nhà hỏi cưới tôi kìa. Tôi nói cho anh biết nha, tôi không có chịu đâu đó, tôi có người yêu rồi. Anh khùng hả? Anh cười gì vậy? Xin lỗi Hạnh, tại vì tôi cười là vì Hạnh hiểu lầm rồi. Tôi về Việt Nam lần này là chỉ để thăm quê hương, thăm bà con hàng xóm thôi, chứ không có ý định hỏi cưới ai hết á. Em chưa đi ngủ à? Dạ. Cũng còn sớm, em chưa có thấy buồn ngủ lắm. Từ lúc em đi chơi về thấy em vui ra đó. Dạ, đúng là em vui lắm. Anh biết không, bữa nay á em gặp lại anh John Hai. Lúc trước em cũng gặp anh ở Việt Nam rồi, mà em không nghĩ là em lại gặp anh ở đây. Lúc trước ở Việt Nam á, em với anh có nhiều kỷ niệm vui lắm. Gặp lại người ta em vui dữ vậy sao? Dạ vui chứ. Trời, ảnh bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi gì hết, cũng vui tính và tốt bụng như vậy đó anh. Vậy nay anh ta ra sao rồi? Có gia đình chưa? Tới bây giờ em cũng ngạc nhiên lắm. Anh cũng vậy đó, không lập gia đình gì hết, cũng vô tư hồn nhiên như hồi nào vậy. Thôi em đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Dạ, thôi em đi ngủ trước nha. Em ngủ ngon nha. Anh cũng ngủ ngon nha. Giá như em nghĩ tới anh như là em nghĩ tới anh ta vậy thì hay biết mấy. Thưa tía, má con mới về. Mới về hả con? Ủa, Hạnh, phải Hạnh không? Anh John Hai. Ủa, như vậy là hai người quen nhau hả? Ừ, lần trước về Việt Nam tụi anh có gặp nhau cho nên mới biết. Thật không ngờ lại gặp Hạnh ở đây. Càng bất ngờ hơn nữa lại gặp Hạnh ngay trong căn nhà của tôi nữa chứ. Em cũng vậy, bất ngờ quá à. Đúng là một sự bất ngờ đầy niềm vui, đầy thú vị. Ông nói cái gì thì phải nói cho đúng chữ, nó chặt lất à. Hoài à. Không sửa hơi đi ra ngoài nói chuyện cho ta cừ. Tía này, mà công nhận nha, hai anh chị có duyên ghê vậy á. Ở Việt Nam cũng gặp, qua đây cũng gặp nữa chứ. Không ngờ mình lại gặp Hạnh ở đây. Ủa, bà với con ngồi canh dừa rớt ruộng bán hả? Nè, tôi hỏi ông nè, tại sao vậy ha? Tại sao ông dám làm những điều mà qua mặt tôi, lén lút sau lưng tôi vậy? Tôi làm chuyện gì qua mặt bà, lén lút sau lưng bà? Tôi làm trước mặt bà không mà. Bình tĩnh,
bình tĩnh. Thật ra là bà muốn nói cái gì? Ông còn nói là ông làm trước mặt tôi nữa hả? Rồi bây giờ á, ông còn dắt díu với nhau về đây sống. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè. Thế mà tôi lùi á thì ông tiến ha, tôi càng nhịn á thì ông càng làm tới là sao vậy hả? Ông muốn cái gì? Anh ba ơi, có nhà không anh ba? Tía Tiết, bà nào kiếm Tiết à Tiết? Má bình tĩnh. Ủa, anh về rồi hả? Vậy mà hả? Giữ hôn, vậy mà em cho người qua kêu anh mà anh không có qua, làm em phải qua đây hả? Nè. Cái gì? Kêu người qua mà không qua, làm người ta qua đấy kìa. Con này là con nào à? Đâu. Kiếm tôi có chuyện gì? Dạ, em nghĩ có chuyện này, có nhiều điều anh chưa có hiểu. Thôi, mình vô đây nói chuyện nha. Đi anh. Bình tĩnh. Chuyện gì nói đi. Em qua đây á là để gặp anh. Em biết chuyện này á có nhiều điều chưa hiểu. Có thể anh á hả chưa hiểu em và con. Chưa hiểu em và con chị. Nhờ chị nói giúp giùm em một tiếng nha chị. Nhờ chị nói giùm em một tiếng chị. Chị ơi, em nói gì sai hả chị? Đâu có gì sai. Sai trầm trọng luôn. Chắc thôi chuyện này em với anh nói riêng đi ha. Anh sắp xếp công chuyện rồi qua nhà em, rồi hai đứa mình bàn chuyện anh, em và con ha. Chị ơi, có gì chị nói giùm em tiếng nha chị. Thôi em xin phép về. Chào anh, em về. Em về nha chị. Dì về nha con. Dạ. Thì bây giờ tôi phải đi qua bên bển liền. Gì vậy? Ông đứng lại đây. Đâu? Ông nói rõ ràng cho tôi đi. Đâu? Ông với con đó có quan hệ gì với nhau? Nói đi hả? Cái này, cái chuyện này là cái chuyện quan trọng lắm. Chuyện quan trọng kìa. Bình tĩnh. Cái con khỉ khô. Mày từ nãy giờ mày chỉ biết nói bình tĩnh thôi hả? Không có câu nào khác nữa hả? Rồi, được rồi, để bây giờ con nói câu khác. Tiếc. Cái gì? Tại sao Tiếc lại có con với bà đó hả Tiếc? Mày khùng hả? Tự nhiên mày nói tao có con. Chuyện quan trọng lắm ha. Bây giờ để tôi đi công chuyện, tôi giải quyết chuyện của tôi. Xong tối nay tôi về tôi nói rõ ràng cho mẹ con bà hiểu. Vậy đi. Ông ba. Trời ơi, tao tưởng mày nói câu nào. Mày nói câu này còn nặng hơn cái câu bình tĩnh nữa. Ông bỏ đi rồi kìa. Bình tĩnh má. Anh nói thiệt hả? Anh hai thích Hạnh hả? Trời ơi, thích cái gì mà thích. Ở đây á là anh chỉ phỏng đoán thôi, chứ mình đâu có biết là ổng thích hay là không. Nhưng mà cái thái độ của ổng á, nhìn giống như là quen luôn vậy đó. Anh nghĩ thôi nha. Anh nghĩ vậy thôi. Nó nhỏ thôi, tiếng nghe là chết. Nhưng mà em thấy là anh hai á. Sao? Anh không có dám thừa nhận đâu. Tại vì á, tí mà biết được hả, tí la ung sùm lên cho coi. Thì đó, bởi vì mới nói tía luôn luôn á phải là con dâu của tía, phải là một người hoàn hảo và phải là thuần việt chính gốc tía mới chịu. Em thấy rồi đó, chưa gì mà tía đã cảnh báo anh là tía không chấp nhận người con gái nào đã từng gãy gánh làm dâu của tía. Trời ơi, em trách tía làm gì. Tía là mang cái tư tưởng cổ hủ á, là xưa rồi, nên là lựa người nó không giống như người bình thường. Nhưng mà em thấy tía cũng khó tính quá. Ở đâu ra cái mẫu người mà tía đòi chứ? Trời ơi, tía đòi hỏi cao quá. Thì bởi vậy, ai mà không có khuyết điểm. Nghĩ như sao mà tía thiệt tình không hiểu. Sao? Trời tía ơi. Vậy? Tía vậy con nói thiệt, con ở trong cái nhà này sớm muộn gì con có bệnh tim à. Tim gì sao? Giờ bay muốn nói tao cái gì? Thì con có nói gì đâu tía. Dạ tụi con đâu có dám nói gì đâu tía. Mới nói tức thì. Cổ hủ. Anh á. Không, tía hiểu lầm con rồi. Ý con nói á là tại sao giờ còn mặc đồ ngủ? Hả? Đi vô trong thay đồ đi làm đi. Ăn nói linh tinh đi. Con dạ con tới giờ đi làm rồi. Dạ con xin phép tía nha. Để em dọn cái này vô. Thử không dọn coi. Hả? Làm hết hồn anh. Đi nhanh đi. Thôi người ta đi rồi. Con kia, vợ con gì nó không nghe gì hết. Vợ mà cũng còn sót nữa nè. Thiệt tình à. Thôi. Con nói nghe.
đi lâu rồi, đi xa rồi. Muốn nói gì nói một tía này nè. Sao? Nãy giờ nói Hạnh nói tỏi tôi gì? Rồi hồi nãy giờ tôi nghe hình như là mày nói là thằng Hai nó thích con Hạnh nào phải không? Đâu có đâu. Con nghĩ vậy thôi mà. Nghĩ gì? Con tiên đoán thôi chứ con nào biết, con nào hay. Nè, tía không có giỡn mặt với con nghe. Từ rày sắp tới nói cái gì là phải có chứng cứ đàng hoàng nghe. Chứ không phải mà nói phóng như vậy. Nói xàm không à. Có người mà kỳ cục. Tôi ở bên đây chứ không phải bên đây. Mà cứ ngó bên đây. Tôi bên đây nè. Trời gì vậy trời? Sáng sớm chưa làm ăn gì hết trơn. Chơi ào 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 vô mặt luôn. Con tía. Con chuẩn bị đi làm hả? Dạ, bây giờ con đi nè tía. Bác ba gửi hình cô gái đó cho con nè. Con coi đi. Tía, để từ từ con coi được tía. Bây giờ trễ giờ đi làm con rồi. Đi làm cầm như chỗ làm có thì giờ ngắm cho kỹ. Dễ thương lắm đó con. Mẹ. Dạ, thôi con đi làm nha tía. Đi không chịu tắt máy hết trơn. Hình ai vậy? Hai vợ chồng cãi nhau vậy sao ông không nói cái gì cho bà biết đi? Vợ tôi nó có cho tôi nói được miếng nào đâu. Giả lại tôi nói cho ông nghe, trong cái chuyện này mình cũng có lỗi một phần. Tốt nhất là tôi nghĩ mình nên tới đó mình xin lỗi người ta một tiếng. Chứ mình lặn luôn vậy coi không được đâu anh ơi. Ông nói cũng có lý ha. Tôi thấy nhà người ta cũng hiền lành dễ thương. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Thôi quyết định vậy đi nha. Dạ, mời hai anh uống dạ, nước. Dạ, mời hai anh. Dạ. Thiệt là ngại quá đi. Đáng lẽ là tôi không có qua làm phiền anh với chị đâu. Nhưng mà tại vì tôi nôn nóng thằng rể quá. Thiệt ngại phiền anh hết sức. Dạ thưa anh chị. Đúng ra là cái chuyện này nó đúng là khó nói quá. Bởi vì nó tê nhị lắm. Dạ anh cứ nói đi ạ. Dạ xin phép anh chị cho anh em chúng tôi nói thật. Thật ra thì chúng tôi cũng đã biết được cháu ở nhà nó không được bình thường. Chúng tôi biết hết rồi. Cháu nó bị khờ. Tại vì anh chị thương con cho nên anh chị mới giấu tụi tôi. Tôi thấy cái chuyện này không nên. Cái đám này thì cái đám này coi như không ổn rồi anh chị à. Ủa sao mà anh biết vậy? Dạ thưa với anh chị, chuyện nó là như thế này. Dạ tại vì đi sâu vào vấn đề thì đương nhiên tụi tôi phải tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng. Dạ. Thật ra thì tụi tôi cũng đã âm thầm điều tra và biết được rõ ràng là cháu nó có cái chứng bệnh như vậy. Cho nên là thật tình là không thể nào cho tụi nó đến với nhau được. Mong anh chị thông cảm. Mặc dù tụi tôi rất là thương cháu. Thật ra thì cũng nói thiệt cho hai anh biết luôn. Thiệt ra thì cũng đúng cháu nó hơi bị khờ. Nhưng mà nó ngoan lắm. Trời ơi nói cái gì nó cũng nghe lời hết trơn á. Rất là ngoan ngoãn. Đó. Cho nên là thôi hai anh cũng bỏ qua cho cháu. Nó ngoan dễ thương lắm. Đảm bảo là bên nhà trai cũng không có ý kiến gì đâu. Dạ cũng không có được. Xin lỗi chị. Mít lòng trước được lòng sau. Thôi tôi thấy chắc là cái đám này không ổn rồi anh chị ơi. Anh chị thông cảm giùm cho anh em tôi nghe. Bởi vì tụi tôi cũng là làm giùm cho một ông anh bạn ở bên kia thôi mà. Dạ. Vậy thì giờ mấy anh nghĩ làm sao? Mấy anh muốn làm sao? Dạ thôi, dạ để xin lỗi anh chị. Dạ thôi tụi tôi về. Dạ giờ để cho tụi tôi về xin phép mà. Thôi chuyện còn dài mà về chi sớm. Chưa giải quyết xong mà. Tôi nghĩ là hai anh nên thương tôi, thương cháu. Nói giùm nó một tiếng.
Con gái tôi dễ thương ngoan lắm, mấy anh coi hình cũng chịu mà. Rất phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của hai anh đó. Dạ không được à chị à. Tôi thấy là không ổn rồi chị ơi. Dạ. Dạ bởi vì tình trạng cháu nó như vậy mà quen với... Bây giờ mấy ông rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Kìa bà làm cái gì vậy? Hai ông đó tự động tới nhà tôi đòi mai mối mối mai, chứ tôi đâu có qua gặp mấy ông. Bà, rồi bây giờ tự nhiên từ chối con tôi là sao? Trời ơi, mất duyên con gái người ta hết. Bà, mấy ông phải tính sao cho phải lẽ chứ. Bà, thì nếu mà cháu cho nó bình thường thì không có chuyện gì để nói hết. Dạ, đằng này cháu rồi. Nó bệnh như vậy thì làm sao nó bình thể thường nào mà thì thành không có gì hết. Đằng này còn vui vẻ, nhưng mà nó mắc bệnh khờ rồi nó không bình thường vậy thì rồi thì sao hả chị? Có cái gì đâu mà không bình thường, nó chỉ hơi khờ một chút xíu. Khờ dễ dạ dễ sai, ngoan ngoãn lắm, dễ thương lắm. Dạ đâu có được chị. Dạ được cái chị này ơi. Là thằng con trai người ta cũng mới lớn, dạ người ta thương, người ta cần đi kiếm một người vợ ở bên này. Nè, tôi nói cho mấy anh biết nha, tôi tên là Hiền chứ biệt danh của tôi là Tám Đầu Gấu đó. Thôi bà, tôi mà muốn cái gì á hả là tôi phải làm cho bằng được. Mấy anh tính sao cho phải lẽ thì tính nha, không có giỡn mặt với tôi được đâu nha. Ủa, cháu nó kìa, phải nói không đi. Đi. Trời ơi, ông đứng đi làm cái gì? Chạy ra bắt hàng đó cho tôi, nhanh lên. Trời ơi. À, chị Hánh, hai người sao nhìn em từ sáng tới giờ vậy? Em thấy chị với lại anh hai nhà em á, hình như có chuyện gì thú vị lắm phải không? Không có, chị với anh John là bạn bình thường thôi à. Trời ơi, giấu hoài hả? Ừ. Nè, chị mới nghe con Duyên nó kể đó. Mà công nhận nha, hai đứa có duyên thiệt đó. Tụi em không có gì thiệt mà chị. Chứ sao nữa, ở Việt Nam mấy năm trước gặp rồi, qua bên Mỹ mấy năm sau cũng gặp nữa, không có duyên sao gặp. Ồ, vậy đó. Là duyên quá rồi. Không có gì thiệt mà. Ủa, chào mọi anh người. Hai. Ủa, anh John. Anh tới đây chưa vậy? Anh không có nhà ăn cơm, qua đây ăn phở phải không? Dù duyên. Không ăn phở đi về đi, tự nhiên chửi ta. Thầy kệ người ta, không có duyên dục gì hết. Ê, chị hiểu tôi rồi nha. Mà chị. Hạnh. Dạ. Hạnh làm xong việc chưa? Dạ chưa. Có chuyện gì hả anh? Cũng không có gì. Khi nào Hạnh xong việc cái tôi muốn mời Hạnh đi uống nước được không? Dạ, em nghĩ chắc không được đâu, tại em đang trong giờ làm việc. Chị Hạnh, đi. Anh hai em đó giờ chưa mời em bao giờ, nhưng mà mời chị rồi đó. Con nhỏ này. Còn đang trong giờ làm việc mà, sao chị đi được? Yên tâm, em có cách lo hết, đúng không chị? Đúng rồi, đó. Nè, đi, để chị với Viên lo được rồi, khỏi lo gì hết á. Đi, cho em ké ly nha. Biết rồi. Thật ra, Hạnh cũng đừng có ngại, tôi chỉ muốn mời Hạnh đi uống nước, rồi trò chuyện với nhau thôi à. Tại vì lâu quá không có gặp, có nhiều chuyện chắc Hạnh chưa có kể tôi nghe, cho nên tôi muốn hỏi Hạnh. Dạ. Kể chuyện cho ta nghe đi. Đi mà. Đi. Dạ. Vậy mình đi ha. Ê. Hả? Cái chổi. Ê, chết rồi, em quên nữa. Chị đưa đây. Đưa em nè. Thôi, đi đại đó đi. Trời. Anh. Cảm ơn chị nha. Không có gì đâu cưng. Đi. Em đi nha. Nhớ nha. Nhớ hai ly nha. Biết rồi. Vui hả? Dạ cũng thưa với hai anh vậy. Con gái tôi á, trước đây nó rất là bình thường, nhưng từ khi nó yêu thằng Hiển sớm trên á, các anh cũng biết, bà nhà tôi, bà không có ưng. Bà chê gia đình người ta nghèo, nên gia đình người ta bỏ xứ mà đi. Con tôi nó mới trở nên như vậy. Vợ chồng tôi giấu hết, không dám nói cho ai biết hết trơn hết trọi á. Trời đất Phật ơi, sao mà cái số nhỏ nó khổ dữ vậy không biết. Dạ, vợ chồng tôi cũng muốn kiếm một gia đình nào đó để gả cho nó, để cho nó được hạnh phúc. Còn tôi bệnh tình sẽ được giảm bớt và trở lại bình thường. Thì ra là vậy. Dạ. Tội quá. Thật ra bà nhà tôi nghe tin có người đang kiếm một con dâu, nên chúng tôi mới vậy, chứ chúng tôi không có cố ý đâu. Dạ, anh làm cha làm mẹ anh nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng mà vậy,
Anh làm ơn anh về nhà anh nói với vợ anh á, làm ơn làm phước tha giùm cho tụi tôi cái đi ha, tụi tôi cảm ơn nhiều lắm. Đó là tích đức đó. Biết đâu sau này con gái của anh bệnh tình nó sẽ hết rồi sao, thấy không? Dạ để tôi về tôi nói với bà nhà tôi. Vậy còn chuyện làm mai thì sao? Tôi nghĩ bệnh tình của con gái anh như vậy á, tôi nghĩ là cũng khó lắm. Chắc chắn là anh bạn tôi bên Mỹ anh không có chấp nhận vậy đâu. Nếu con anh nó bình thường thì đâu có chuyện gì đâu để mà nói. Nếu mà vợ chồng anh làm khó tụi tôi như vậy đó thì tụi tôi cũng kẹt lắm. Mà bây giờ tôi nghĩ vậy, anh nên đưa cháu đi khám bác sĩ đi, chứ để ở nhà hoài vậy không được đâu. Đúng ha. Đó, anh nói đúng rồi ra anh. Dạ, thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Hai anh cứ về nhà đi, còn chuyện vợ tôi để tôi lo cho. Vậy hả? Dạ, xin rồi, lỗi hai rồi, anh. Rồi, dạ. Dạ. Được như vậy thì tốt quá. Dạ. Hai anh em tụi tôi cũng cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ. Chuyện là như vậy đó. Vậy ông Thành đối xử với Hạnh tốt chứ? Anh đối xử rất tốt với mẹ con em. Mẹ con em thật sự mang nợ anh rất nhiều. Còn anh, sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình vậy? Không phải là tôi không muốn, nhưng mà tôi chưa tìm được người ưng ý của mình thôi. Tía tôi muốn tôi về Việt Nam để gặp người mà bác ba muốn tôi coi mắt. Chắc tại anh kén chọn quá. Em thấy dù gì anh cũng đâu còn trẻ trung nữa. Tìm đại một người nào đó đi, nếu hợp thì mình lập gia đình luôn. Duyên. Dạ. Anh hai con về chưa? Dạ chưa tía. Thằng sao kỳ, tới giờ cơm mà không chịu về ăn cơm gia đình cho nó vui. Làm gì cả đời chứ đâu phải một ngày một bữa mà ngồi một cái ghế công ty vậy. Điện thoại kêu nó về đi. Con điện rồi mà ảnh đâu có bắt máy đâu tía. Ôi nhiều khi ảnh bận yêu đương gì đó tía. Cái gì? Mày nói gì vậy? Thì hồi nãy á, ảnh qua ảnh chở chị Hạnh á, báo quen văn võ ai cũng thấy hết trơn á tía. Có chuyện đó nữa hả? Dạ có. Hết biết rồi. Điều lo sợ cuối cùng bây giờ đã xảy ra rồi. Nhưng mà con thấy nếu đó là sự thật á thì cũng có sao đâu. Ảnh lớn rồi có quyền tự quyết đúng không tía? Tự quyết cái gì? Biết cái gì hả? Có im đi không? Nó là con của tao. Tao đẻ ra thì nó phải nghe lời tao. Tao không cho lấy thì nó không được lấy. Mày hiểu chưa? Kêu nó về. Vô. Giờ vậy. Cái chuyện này á là coi như mình triển khai gấp, vì mình không thể nào thất hứa với anh Bảy được. Đúng rồi. Dạ cho con nói ạ. Nói đi con. Dạ con. Thưa chú ba, con thấy chuyện này không có đơn giản vậy đâu. Tại vì con của chú Bảy á cũng lớn tuổi hết trơn rồi. Ừ. Mà những người phù hợp á cũng đã đi lấy chồng hết trơn rồi. Còn những người trẻ họ đâu có chịu lấy chồng già đâu. Anh ba, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu. Chết cha, cái vụ này căng rồi đó nghe ông ba. Đâu có gì đâu, bây giờ cái chuyện đó bây giờ điện thoại đâu có gì đâu. Nói chuyện đó, cho xong cho rồi. Không có được. Nếu như mà được là tôi đã nói rồi. Tôi đã nói với ảnh là cái chuyện này là tôi chắc chắn là sẽ lo cho ảnh được. Cố gắng lo cho ảnh có được một đứa con dâu. Nói chuyện với ảnh tôi đã hứa rồi. Bởi vậy. Trời ơi, hỏi rồi nói rồi hả? Ừ. Trời ơi, vậy mới khổ đó chứ. Nè. Điện thoại của anh Bảy nè. Nè. Tôi nghe điện thoại của anh Bảy. Alo, dạ tôi nè anh Bảy. Anh yên tâm. Trời ơi, tôi đã nói với anh rồi, lo xong hết rồi. Anh yên tâm, khỏi phải bận tâm gì hết trơn á trời. Cái gì? Anh nói lo không được cũng không sao hả? Đâu có được anh, mà ai nói với anh cái chuyện đó. Anh yên tâm, tôi đã nói với anh là tụi tôi lo chu đáo hết rồi. Một đứa con dâu như ý muốn của anh, rất thuần việt. Vậy ha, hẹn gặp anh ở tại Việt Nam nghe. Cho anh bất ngờ luôn nghe. Vậy đi, tụi tôi đang ngồi bàn luôn nghe. Rồi tạm biệt anh.
Anh ông bậy, ông nói sao anh? Ông nói sao? Ông nói nếu mà lo không được thì cũng không sao. Ông đang hoang mang lắm. Trời ơi, sao nói thẳng là mình đang gặp khó khăn vậy đi? Trời ơi, anh ơi, nếu mà nói thẳng được với ổng là tôi đã nói rồi. Đằng này tôi một mặt nói với ảnh là mình làm được. Mình hứa với ảnh là mình làm được bây giờ. Bây giờ có một chuyện làm không được á. Bộ tính kiếm riêng cho ông hay gì đây? Mặt mũi đâu mà nói đó, bạn hả? Thân người ta nhờ thôi, mình nói chuyện bằng cái móng coi tay là... Rồi bây giờ chuyện mình nói không được là có sao? Nhiều cũng cãi chứ, bộ tôi thấy cái vụ này căng chứ không phải giỡn đâu. Căng thiệt chứ. Thì thôi ráng thì phải ráng thôi chứ sao giờ. Thì bây giờ mình phải tìm cách thôi chứ làm sao. Thôi mệt quá, cái vụ gì à, ai muốn tính tiếp gì tính đi. Tôi mệt quá, tôi về tôi ngủ rồi. Vụ gì cơ? Vậy vậy, đang nhậu về ngủ gì ba? Muốn về ngủ thì cứ việc về ngủ, nhưng mà bây giờ uống cho tới đi rồi có gì về nhà tôi ngủ. Về nhà ông ngủ à, kéo nhau về nhà ông ngủ chứ không thôi ngủ trong ghe té thùng heo hả? Vậy. Rồi tối mũi nó chích heo rồi nó chích tôi luôn sao? Đấy, làm gì có chuyện đó, có nghĩa là có mền mùng chiếu gối đầy đủ. Chắc rồi. Thôi thôi bây giờ vô cái đi. Vô nè. Vô. Dạ mời. Nhớ một mình chiếu gối đầy đủ nghe. Tôi nói thiệt với hai anh nghe. Với anh, với thằng cháu nữa à. Chuyện con gái thôi chứ gì. Tôi có đây. Tôi không muốn thì thôi. Tôi muốn tôi quơ một cái là cả đám. Vậy hả? Nè à. Con cái của người ta mà ông làm như rùi mũi, ông quơ cái con cái nấm. Quơ năm cái con cho đàng hoàng chứ. Nói nổ quá. Mệt rồi, nổ quá ông ơi. Không bao giờ tôi nổ. Tại tôi chưa xuất chiêu thôi. Xuất chiêu rồi là bảo đảm. Nghe chưa? Ông nói là chưa có xuất chiêu. Ông mà xuất chiêu á là có cả đống luôn. Bởi vì đúng rồi à. Tôi nói thì anh phải tin tôi. Tới hả? Đó đó, thấy không, thấy không? Nói là có liền đấy chưa? Ê thấy chưa? Rất là tình cảm đó, thấy chưa? Anh đẩy phải không? Anh làm cái gì mà cái mặt anh ngang ngang. Tôi biết, tôi hói nhiều hơn anh. Không phải rồi. Cái gì? Thấy người ta so dịu tôi rồi ganh đúng không? Ganh tị thôi chứ gì? Ha, cho nó thấy luôn. Em nè. Cái gì? Cái gì? Chạm không? Thưa tía, con mới về. Nè, lại đây tao hỏi chút coi. Dạ. Bay mới đi gặp Hạnh phải không? Dạ. Sao bay nói không có gì mà đi gặp nó làm chi vậy? Trời ơi, con gặp Hạnh chỉ là để nói chuyện bình thường thôi. Bởi vì trước đây con về quê, Hạnh đã từng giúp đỡ con. Thì bây giờ con chào hỏi, con hỏi thăm vậy thôi, có gì đâu. Mày chắc không? Hai đứa không có gì phải không? Tất nhiên rồi. Con đã đồng ý nghe theo lời tía về Việt Nam coi mắt người ta. Bây giờ tía còn nghi ngờ con gì nữa? Mà mày nói thiệt hay không? Con nói thiệt mà. Thôi được rồi, đi rửa tay xuống ăn cơm. Mệt tía ghê vậy. Còn gì cái? Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nè, anh nói một lần nữa, đây là phòng của anh nha. Phòng của em bên kia kìa, đi về. Ôi, dậy lên. Em biết chứ bộ, em biết cái này là phòng của anh. Nhưng mà tại anh không chịu qua bên kia để em nói chuyện với anh chứ bộ. Nè, con gái nha, ý tứ một chút xíu. Vậy bây giờ em muốn nói cái gì? Nhìn cái mặt là muốn xin tiền đúng không? Hết tiền rồi hả? Anh nghĩ sao vậy? Bây giờ hả, em có thể tự lo cho em rồi. Em đi làm 2-3 job rồi, không có cần tiền của anh nữa đâu. Vậy thì ngoan, chứ muốn nói cái gì? Thì tại sao anh không có dám bảo vệ người yêu của mình vậy? Tại sao anh lúc nào anh cũng phải sợ sệt tí hết trơn vậy? Anh yêu ai anh nói đi, có sao đâu. Ý em muốn nói chuyện của anh và Hạnh hả? Em đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm là sao? Là anh và Hạnh không có gì hết. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và Hạnh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thiệt không? Anh nói dối em làm cái gì? Thiệt không? Thiệt. Không biết. Không có đi về, em ngủ đây. Vậy là mình yên tâm rồi. Anh Hai nằm nói chuyện anh Hai. Tôi không có rảnh, mai tôi còn đi làm nữa. Đi về. Rồi các anh em đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu chưa? Rồi xong rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu chia nhau hành động nha. Rồi có nghĩa là lùng sục hết tất cả trong xóm mình. Vì cái xóm bên cạnh lục luôn. Rồi nếu không được thì sau đó mình lên tỉnh. Nếu tỉnh mà không có mình lên thành phố. Kinh phí tự ai nấy chịu ha. Rồi. Ủa sao kỳ vậy? Ông nói chơi vậy mà. Thôi bây giờ chúa ra đi tìm đi nghe. Rồi bây giờ nè, ông anh á, nhào xuống sông đi tìm đi, tụi tôi lên bờ. Ai hiểu không? Bốn ông ơi, xuống dưới sông tìm gì? Tìm Hà Ba hả? Ông nậu ông nằm ở dưới sông hay sao mà xuống dưới tìm? Cái trời thôi khùng. Mấy mé thôi, đi tìm mấy mé thôi. Chia nhau ra tìm đi. Đi tìm. Ừ vậy đi, để tôi đi hướng này cho. Bà Ba, bây giờ mấy ông chia nhau mỗi người hướng rồi mình tính sao đây? Bà Ba, hả? Chồng ngoài đây lo. Đi. Vậy đi á. Dì ơi, cho con bịt bụng em đi. Ủa, sao? Chị khỏe không? Khỏe. Lâu quá rồi cũng không có ra đây. Ý, thấy chợ búa bên này đông vui quá, đi cho thay đổi không khí mà. Vậy được rồi. Mà bữa nay bà Bá không có đi chợ hả anh? Bà đi đâu đó? Thôi sẵn đây tôi có chuyện tôi muốn hỏi chị một chút nha. Dạ. Chuyện đó là như vậy. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ, anh về ha. Xin lỗi, tôi chạy. Tôi chạy. Xin lỗi, tại tôi có một chuyện chút xíu tới trễ, xin lỗi nha. Rồi. Tôi rất rượu, xin lỗi mọi người nha. Rồi, vô nè. Chắc có gì mờ ám đây nè. Mà tôi thấy chuyện này cũng hơi căng à nha. Để coi có cách nào không. Suy nghĩ thử coi có cách nào giúp ổng không. Đúng rồi, để tôi coi. Rồi có gì nhờ anh giúp đỡ nha. Xin lỗi tôi có điện thoại. Rồi. Vợ gọi không có tiếp điện thoại của vợ. Bữa nay mình lo chuyện quan trọng hơn. Đúng rồi. Ông hay lắm nha. Về nhà biết tay tôi. Có nghĩa là tôi nhờ mấy anh có thể giúp giùm tôi tìm giùm cho tôi một người con gái nết na công dung ông Hạnh. Đứng lại. Đứng lại. Ai vậy? Tôi nè. Bà gì hả? Ông ba coi. Ông đi đâu mà sáng sớm mờ mịt đã đi, cho tới bây giờ tới mò tới mịt mới về là sao? Đi gặp mấy người bạn có công chuyện. Công chuyện gì? Công chuyện gì mà về nhà là chân thì đi không vững ha. Người thì nghe mùi rượu, còn nói thì nói không rõ chữ. Công chuyện gì mà sai xỉn tới ngày vậy hả? Hơi mệt quá, có gì là mày nói đi. Ông đứng lại cho tôi. Nè, tôi nói ông biết kìa chưa. Ông phải nói rõ ràng với tôi. Không là không xong với tôi đâu. Ông đi đâu? Mày
mày nói nè, ông đi đâu? Mai tôi sẽ nói cho bà biết một chuyện bí mật. Bí mật gì nè ông bà coi? Bí mật gì ông bà coi? Bà bá, tôi nghĩ hai ông này có vấn đề rồi. Bà bá ơi, có vấn đề là cái chắc. Tôi đi ra chợ nè, mấy bà ngoài chợ mét với tôi, nói ông chồng tôi ổng đi ra ngoài ngoái á, ổng hỏi người ta là có con gái mới lớn vui có chồng không. Đó, chịu nổi không? Cái gì? Bà nói cái gì? Bà ơi, bà nghe tôi nói nè, là ổng hỏi người ta là có con gái vui có chồng không. Không lẽ như vậy mà bà không hiểu ra hả bà? Có nghĩa là chồng của bà đó kiểu này lén phén là muốn có vợ hai rồi đó. Cái gì? Bà nói gì vậy? Tôi nói sai hả? Nè, bà nghĩ lại đi bà bá. Nhà bà giàu có quá mà. Rồi bây giờ chồng bà sanh tật, đi ra ngoài kiếm con gái trẻ đẹp khác để làm cái gì? Về nhà xin con trai cho ổng. Rồi nha, xin được 2-3 thằng con trai nha. Tài sản của gia đình bà đó hả, coi như là con vợ hai với 2 thằng con trai nó hốt hết đó. Chắc chắn vậy luôn á. Cũng may là chồng tôi á, ổng chỉ biết nhậu nhẹt thôi, chứ mấy cái vụ đó hả, ổng không có dám đâu. Này nha bà ba, tôi nhớ không lầm là chồng bà với chồng tôi hai người chơi thân với nhau lắm đó nha. Đi đâu cũng có cặp có đôi hả, mà chồng tôi làm cái gì á là chồng của bà cũng dám làm cái đó lắm đó. Đúng rồi, chồng tôi với chồng bà hai người lúc nào cũng làm giống nhau hết á, người này có cái này thì người kia đó, quan trọng là cái chỗ đó đó. Nói như bà thì biết đâu là hai ông sẽ có vợ hai hay sao hả bà bá? Dám lắm ha. Giờ tính sao hả bà ba? Bà im đi bà bá. Tôi nói thiệt nha, chồng của tôi mà lén phén với con nào á hả, tôi xử đẹp liền á. Vậy chứ bây giờ mình phải làm sao hả? Bà đừng có nhoi nhoi quá bà bá ơi, bà chỉ có nước to xác thôi hả? Bà nhát quá. Giờ phải biết làm sao, mình là phụ nữ mà, mình phải dùng lên, mình phải nắm giữ hạnh phúc gia đình của mình, phải xử đẹp với cái con quỷ cái đó, bà hiểu không? Trời ơi, cảm ơn bà ba nhiều quá đi. Tôi sẽ quyết tâm kỳ này dùng lên để mà giành giật lại. Chính xác. Vậy đi. Giờ vậy ha. Tôi đi lo cái chuyện của tôi, còn mấy ông ngồi đây tự tính đi nha. Rồi vậy đi, chia nhau ra mà làm. Biết rồi. Biết ông đi đâu không? Ông đi lên xóm trên. Nghe nói ai nói ở trong xóm trên con đương gái cũng được lắm, thấy đẹp người đẹp nết, cho nên ông lên trển ông coi dọi cô cẳng ấy mà. Coi dọi cô cẳng để vụ kia đó hả? Ông này coi bộ ông cũng háo hức cái vụ này ghê. Vậy luôn sao không cho anh em mình đi theo hả? Ai biết được, hồi nãy ông nói vậy cũng đúng. Thôi tụi mình mỗi đứa một việc, mỗi đứa một hướng, miễn sao mà được việc thôi. Vậy đi nha. Giờ đi hả? Tôi đi hướng này coi, nghe nói hướng này chắc cũng có, đi thử coi. Quên nữa. Hả? Ông làm gì mà ông đi ra đường mà ông quấn quấn cái này chi vậy cha nội? Dưỡng cái da cho nó đẹp để mai mốt mình qua nước ngoài mình không có bận ngữ với người ta. Trời ơi, có chắc đi nước ngoài không cha ơi? Thôi đâu giọng ngoại. Không phải, nhưng mà cái đó rõ ràng thôi. Mấy ông này đi đâu vậy ta? Phải gọi cho thằng Trả mới được. Alo, ông đi đâu vậy? Bà nói cái gì? Nghe em có rõ? Tôi hỏi ông đi đâu? Tôi đang đi công chuyện. Ồn lắm, nghe em có rõ? Lát tôi về nhà nói chuyện sao vậy nghe. Nè, alo. Trời. Mấy cha nội này tức thiệt á. Bà bá, đúng là phải thằng Trải đi tìm gái rồi đó. Nè, bây giờ chồng ai đấy lo nghe chưa? Chồng tôi lo, chồng bà lo đi. Tôi thấy mấy Trải hả, ăn mặc bảnh tỏn lắm, đi tìm gái chắc chắn luôn đó. Vậy đi nha, tôi đi tiếp đây.